Vào năm 1333, tại thời kỳ Kamakura, một sự kiện kỳ lạ đã diễn ra, liên quan đến một người mang trong mình khả năng phi thường, một kẻ có tiềm năng của quái thú dù thực chất vẫn là con người. Đó chính là Tokizuki, cậu thiếu chủ nổi tiếng với thói quen chạy trốn. Mỗi khi đến giờ luyện tập, đặc biệt là học bắn cung và các kỹ năng chiến đấu, cậu lại tìm cách chạy trốn, làm khổ những gia nhân trong nhà phải chạy theo. Đáng ngạc nhiên là anh trai của cậu, Kunitoki lại thấy điều này thật thú vị, chẳng hề lo lắng gì mà còn leo lên chỗ cao để nhìn em trai trốn tránh anh thấy cậu có được sự tự do và vô tư chẳng mang đến những quy tắc lễ nghi phức tạp của gia đình những hành động của tokizuki khiến các vị tướng trong nhà không khỏi bực tức và lo lắng cho tương lai của dòng dõi trong khi đó buổi nghi thức tiễn các tướng quân lên đường chinh phạt quân địch đang diễn ra một cách trang nghiêm không biết bằng cách thần kỳ nào tokizuki lại lẻn vào khu vực dù đã khéo léo nhưng vẫn không thể qua mắt được tướng takaji một chiến binh tài ba trong gia tộc trong nhà này có lẽ chỉ mỗi takaji mới có khả năng theo kịp tốc độ của cậu thiếu chủ Takaji tuyên bố sẽ lên đường đến Kyo để chấn áp cuộc nổi loạn của cựu hoàng Daigo nhằm chứng minh lòng trung thành với gia tộc Hozu. Nghe đến đây, Tokizuki không ngần ngại bày tỏ rằng cậu sẽ cầu nguyện cho thần và quỷ phù hộ. Takaji nghe vậy rất vui mừng, vội vàng cáo biệt để lên đường. Tuy nhiên, những người theo sau Takaji lại không tỏ ra hài lòng với lời chúc của Tokizuki khi mọi chuyện còn chưa dừng lại. Kyoko một cô gái có tính cách mạnh mẽ đột nhiên bước tới. Cô nói với Tokizuki rằng cậu không cần phải khách sáo với mình. Dù gì đi nữa, Cô tin rằng cậu sẽ là người thừa kế của mạc phủ to lớn này và trong lòng cô luôn khao khát trở thành chính thức của Tokizuki. Tokizuki không mấy quan tâm đến sự phiền toái này, lại tiếp tục bị các gia nhân đuổi theo khắp nơi. Những người chứng kiến cảnh này chỉ biết thở dài, nghĩ rằng Tokizuki có thể là vương tử, nhưng tài giỏi nhất chỉ là chạy trốn. Họ không biết liệu sau này cậu có trở thành một con bù nhìn giống như phụ thân mình không nữa. Ông ấy là Takatoki, người đứng đầu mạc phủ hiện tại nhưng lại thiếu sức sống. Nhưng Kyoko chẳng bận tâm đến điều đó, Cô chỉ quan tâm rằng một khi Tokizuki thừa kế quyền lực, cuộc sống của cô sẽ trở nên thoải mái, đầy đủ xa hoa. Trong khi đó, các binh lính đang vất vả tìm kiếm Tokizuki, nhưng cậu dường như biến mất không dấu vết. Nếu Tokizuki nghiêm túc trốn, chắc chắn không ai có thể tìm ra cậu. Điều này đã được minh chứng trước đó khi cậu từng liều mình trốn trong hòm đựng giáp suốt hai ngày, khiến mọi người trong nhà hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi đến mức sợ hãi, tưởng cậu đã gặp chuyện chẳng lành. Dù hiện tại, Mạc phủ chỉ còn là cái bóng của quá khứ huy hoàng, nhưng Tokizuki vẫn là người được định sẵn để kế thừa và phát triển nó. Tuy nhiên, với thái độ lười biếng, nhát gan và không có kỷ luật như hiện tại, nhiều người lo sợ rằng cậu sẽ chỉ trở thành một con bù nhìn thứ hai. Trong lúc đó, anh trai cậu, Kunitoki xuất hiện và rủ cậu đi chơi. Có lẽ chỉ có Kunitoki mới thật sự hiểu em trai mình. Kunitoki biết cha mình, Takatoki vừa nhu nhược, vừa thiếu ý chí cho dù ông có cố gắng. Hơn nữa cũng không có ai kỳ vọng Tokizuki có thể thay đổi số phận. Kunitoki từng khuyên em trai hãy cố gắng để kế thừa vị trí của cha, nhưng Tokizuki lại cho rằng Kunitoki xứng đáng hơn. Tokizuki lúc này đã bị hai anh lính phát hiện, nhưng cậu nhanh chóng trao con chó yêu quý cho anh trai giữ hộ, rồi bất ngờ làm một cú nhảy không tưởng, bay thẳng qua mái nhà đối diện. Hành động táo bạo này khiến những người lính đuổi theo chỉ biết đứng ngây người hoàn toàn bất lực. Tuy nhiên, họ không thể bỏ cuộc, vì nhiệm vụ đuổi theo vương tử Tokizuki không hoàn thành sẽ khiến họ phải gánh chịu những hình phạt nghiêm trọng. Còn Tokizuki, với đôi chân nhanh nhẹn đã nhanh chóng lướt qua hàng loạt cánh cửa và đường hẻm, chạy thẳng ra ngoài, như một trò chơi quen thuộc mà cậu thường chơi mỗi khi bị đuổi bắt. Tình cảnh này đã quá quen thuộc với dân trong vùng, đến mức họ không còn ngạc nhiên khi thấy cậu chủ nhỏ hồn nhiên như vậy. Ai nấy đều cười vui vẻ, nhưng thương cảm cho hai anh lính vẫn cố gắng bám theo mà chẳng thể nào đuổi kịp. Giá mà việc học tập và rèn luyện của cậu nhanh như lúc chạy thì tốt biết mấy. Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi, Tokizuki chạy đến một gốc cây anh đào quen thuộc để nghỉ ngơi. Từ trên cao, cậu ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Kamakura, Nơi mà cậu rất yêu quý, khung cảnh bao la, không khí trong lành và sự hòa đồng, vui vẻ của người dân nơi đây khiến tâm trạng Tokizuki trở nên nhẹ nhõm. Cậu không thiết tha với địa vị hay quyền lực, chỉ mong sao có thể sống tự do, vô lo vô nghĩ giữa đất trời, giống như người dân bình thường. Đối với cậu, sự tự do và hạnh phúc của thành phố này mới là điều đáng quý nhất. Đúng lúc ấy, giọng nói của một cô gái vang lên, trong trẻo và ngọt ngào. Cô khen cậu không hề lười nhác đâu, đó chỉ là phần con quái thú đang ngủ yên trong cậu mà thôi. Câu nói này thực chất là của cha cô chứ chính cô cũng không hiểu rõ lắm. Tokizuki quay lại, chỉ để phát hiện rằng ông bố tấu hài của Shizuku, người bạn đồng hành của cô, đang đứng ngay phía sau. Tokizuki giật mình, không hiểu sao ông ta có thể leo lên đây mà cậu không hề hay biết. Người đàn ông vui tính này tự giới thiệu mình là thần quang của Shinano Quốc, tên là Joji Shige. Ông khen ngợi tài năng chạy trốn của Tokizuki, đúng như những gì thiên hạ đồn đại. Joji Shige tiết lộ rằng ông có khả năng nhìn trước tương lai và biết trước rằng Tokizuki sẽ trèo lên cây anh đào này để nghỉ ngơi, nên đã mai phục sẵn ở đó từ trước. Tokizuki không giấu nổi sự tò mò khi nhìn thấy luồng hào quang kỳ lạ tỏa ra từ người Joji Ông ta giải thích rằng đó là thần lực bẩm sinh của mình, một nguồn năng lượng dồi dào đến mức mắt thường cũng có thể thấy được. Sau khi giảm bớt sức mạnh để tránh làm Tokizuki hoảng sợ, Joji nghiêm túc nói rằng ông đến đây để cầu nguyện cho Kamaku ra được bình an trước sự xâm lăng của quân thủ và mang theo thông điệp quan trọng cần thông báo cho cha của Tokizuki. Đồng thời, ông cũng giới thiệu Shizuku con gái ông, là người tinh thông bí thuật và có khả năng viết lách vượt trội. Ông nói thêm rằng, chính vì Shizuku quá giỏi giang nên ông đã cho cô đi theo hỗ trợ trong các nhiệm vụ quan trọng. Mặc dù đôi lúc Tokizuki cũng không chắc liệu họ có thực sự là cha con hay không, bởi tính cách của hai người khác biệt đến nực cười. Shizuku trầm lặng, còn ông bố thì lại như một diễn viên hài. Ông đề nghị sẽ cho Tokizuki thấy tài tiên đoán của mình ngay tại chỗ. Vừa dứt lời, Jojishige chăm chú nhìn vào tương lai của Tokizuki với ánh mắt như thể chuẩn bị tiết lộ một bí mật vĩ đại nhưng khi hỏi Tokizuki có thấy gì không, thì thực tế chẳng có gì xảy ra. Josige cố gắng giải thích rằng tương lai của Tokizuki quá phức tạp, những mảnh ghép rời rạc chưa sắp xếp lại được, nên tạm thời cậu không thể thấy rõ. Tuy nhiên, ông ta khẳng định chắc chắn một điều, trong hai năm tới Tokizuki sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại. Nghe xong câu chuyện của Josige, Tokizuki cảm thấy khó mà tin nổi những lời nói của ông ta. Cậu nghĩ ông chú này thật biết cách bịa chuyện và quyết định bỏ về trước. Trong lòng cậu dấy lên cảm giác khó chịu bởi sự đáng ngờ từ người đàn ông kỳ lạ ấy. Shizuku, con gái của Joji Shige, cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy Tokizuki không tin tưởng cha mình. Mặc dù thường ngày cậu đã quen với việc nghe những lời chê bai, nhưng những lời khen từ ông chú lại chẳng làm cậu tin tưởng hơn. Tuy vậy, Tokizuki không thể phủ nhận rằng ánh mắt của Joji Shige khi nói chuyện rất nghiêm túc. Vì vậy, khi trở về, Tokizuki quyết định kể lại câu chuyện cho anh trai Kunitoki nghe. Thật bất ngờ, Kunitoki lại không quá ngạc nhiên. Anh nói rằng, Bản thân anh cũng hiểu phần nào những gì Jojici gây nói. Kunitoki tin tưởng vào tài năng của Tokizuki và khẳng định rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Anh tin rằng cách mà Tokizuki né tránh mọi thứ không phải là điểm yếu. Nói xong, Kunitoki đá mạnh quả bóng lên cao, khiến nó bay mãi lên trời rồi mới rơi xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một biến cố lớn đã xảy ra. Phe phản quân bắt đầu thực hiện kế hoạch lật đổ mặc phủ. Trong lúc Takaji tập hợp binh sĩ để tuyên bố sẽ tiến quân đến Kyo và dẹp loạn thần, thì một trong những phó tướng của ông ta bị kết liễu thành trăm mảnh. Vùng đất Kamakura vốn bình yên giờ chìm trong hỗn loạn. Tin tức về sự cấu kết giữa tên tướng Takaji và Thiên hoàng Daigo nhanh chóng lan truyền. Tin tức về sự phản bội này nhanh chóng lan đến tai các tướng quân trong Mạc phủ. Ai nấy đều bàng hoàng và sự thật không thể chối cãi là ngày diệt vong của Mạc phủ đã đến. Chỉ trong một đêm, cả hệ thống quyền lực sụp đổ và những chư hầu trung thành với Mạc phủ chọn cách tự kết liễu để giữ lấy danh dự. Kiyoko, cô gái đã từng yêu Tokizuki cũng không thoát khỏi số phận bi thảm cái chết của cô cùng với sự diệt vong của mạc phủ dường như là dấu mốc để tokizuki trở thành một anh hùng thực sự cậu mất tất cả và con thú ngủ yên trong cậu có thể sẽ thức dậy trong khi đó takaji kẻ chủ mưu đứng sau cuộc tàn sát cảm thấy vô cùng mãn nguyện hắn tin rằng mình đang được định mệnh nâng đỡ và rằng hắn sẽ trở thành kẻ thống trị toàn cõi khi tokizuki trở về trước mắt cậu chỉ là cảnh huyết của gia tộc chảy thành sông thành phố kamakuza mà cậu từng yêu thương giờ bị tàn phá không còn gì trong lúc Tokizuki rơi vào tuyệt vọng, cha con Shizuku đến tìm cậu. Joji Shige, người cha kỳ lạ của Shizuku cho biết ông đã sử dụng thần nhãn của mình để nhìn thấy viễn cảnh tàn khốc này từ trước và đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để cứu Tokizuki. Mặc dù ông không thể thay đổi hoàn toàn cục diện, nhưng vẫn có thể giúp Tokizuki thoát khỏi tình cảnh hiện tại và sống sót. Ông đưa cậu đến lãnh địa của mình ở Shinano để ẩn náu. Dù đã cứu được mạng Tokizuki, nhưng cậu vẫn chẳng muốn sống nữa. Mất hết người thân, gia tộc tan nát, tương lai dường như vô nghĩa với cậu. Joji khuyên cậu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Nếu cậu hẹo vào lúc này, mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại đây. Ông dẫn Tokizuki đứng trên cao, nhìn xuống thành phố Kamakura đang cháy rực trong ngọn lửa của chiến tranh và phản loạn, huyết nhuộm đỏ cả bầu trời, biến nơi đây thành địa ngục trần gian. Joji cũng không thể ngờ rằng Takaji, kẻ từng được Tokizuki tin tưởng và coi là bạn, lại có thể trở thành kẻ phản bội dã man đến như vậy. Thấy Tokizuki đau đớn, Joji nở một nụ cười đầy bí ẩn và nói cùng nhau trả thù hắn thôi. Ông sẽ giúp cậu tận tình. Khuôn mặt của Jojishi gây lúc này lại chẳng khiến Tokizuki tin tưởng chút nào. Tokizuki cảm thấy nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng. Kẻ thù của họ chỉ cần vài ngày đã biến Kamakura nơi từng yên bình, thành địa ngục trần gian. Và điều đó chứng tỏ thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức không thể xem thường. Tokizuki tự nhủ, có lẽ cậu nên chọn cái chất danh dự như những người thân trong gia đình. Nghe những lời ấy, không ngần ngại đẩy Tokizuki xuống vách đá phía dưới như thể muốn toại nguyện ước muốn chất của cậu nhưng với kỹ năng và bản năng đã rèn luyện qua nhiều năm trốn chạy tokizuki tiếp đất an toàn trước mặt hàng trăm tên lính địch khiến ai cũng kinh ngạc không bỏ lỡ cơ hội joji Shige lập tức hét lên lớn tiếng tuyên bố trước mặt quân lính rằng cậu thiếu niên này chính là vương tử mặc phủ lời tuyên bố của ông ta lập tức khiến đám lính ác ôn lao tới cố gắng tiêu diệt tokizuki để lập công nhưng lần nữa bản năng sinh tồn phi thường của tokizuki lại lên tiếng giúp cậu tránh né mọi đòn tấn công lũ lính kia kẻ nào cũng muốn cướp lấy chiến công Tokizuki nhảy lên vách đá như một con phượng hoàng tái sinh từ cho tàn, khiến tất cả những ai chứng kiến đều kinh ngạc. Đó không chỉ là kỹ năng, mà còn là biểu hiện của tư chất một anh hùng thực thụ. Khả năng sinh tồn phi thường của cậu không chỉ cứu mạng mình mà còn khơi dậy niềm tin mãnh liệt rằng một ngày nào đó cậu sẽ quay lại và trả thù tất cả những kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. Tokizuki, Shizuku và Joji Shige sau đó ung dung bước đi dưới cơn mưa tên của quân địch, nhưng kỳ lạ thay, không mũi tên nào bắn trúng họ. Khả năng của Tokizuki thật đáng sợ, cậu chính là kẻ thù truyền kiếp của Takaji. Nếu Takaji tàn nhẫn để trở thành anh hùng, thì Tokizuki sẽ trở thành anh hùng bằng cách sống sót và vượt qua tất cả. Dĩ nhiên, chỉ chạy trốn thì không đủ để đánh bại một kẻ như Takaji. Tokizuki cần sức mạnh thực sự để đối đầu với hắn, và đó là lý do vì sao trong những ngày tới, cậu sẽ phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt cùng những đồng đội tài năng khác. Sau khi đã chạy thoát đến một nơi an toàn, Tokizuki không thể kìm nén được tò mò mà hỏi mục đích thực sự của Joji Shige và những người theo ông. Joji Shige mỉm cười giải thích rằng tất cả những gì ông làm đều vì lòng trung nghĩa với Hozu. Ông nói rằng một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu rõ hơn khi giành lại được Kamakuza. Lúc đó mọi lời hứa và lòng trung thành sẽ được minh chứng. Tokizuki sau khi nghe những lời này, bắt đầu nhận ra giá trị của việc còn sống. Cậu cảm nhận được niềm vui nhe nhóm khi biết rằng, dù mất tất cả, nhưng cậu vẫn còn những người như Joji Shige và Shizuku bên cạnh. Họ không chỉ cứu cậu, mà còn đặt cả mạng sống của mình để bảo vệ cậu. Joji cũng hứa với Tokizuki rằng ông sẽ luôn sát cánh bên cậu, không bao giờ rời xa, dù cậu có phải đi đến tận chân trời góc bể. Chuyển cảnh đến chỗ Kunitoki, anh đang lẩn trốn khỏi đám phản quân, nhưng trái tim nặng trĩu vì vừa chứng kiến cảnh tượng gia đình bị kết liễu một cách dã man. Dù là người mạnh mẽ, Kunitoki không thể giữ nổi bình tĩnh khi nhớ lại những hình ảnh đau thương nó. Giữa lúc đang tuyệt vọng, Godain, cậu ruột của Kunitoki xuất hiện. Kunitoki lập tức hỏi thăm tình hình những người còn sống sót trong gia đình và đặc biệt là em trai mình. Tuy nhiên, ngay lúc đó tiếng bước chân của đám lính vang lên khiến kunitoki lo sợ rằng họ sắp bị phát hiện godain điềm nhiên bảo kunitoki yên tâm đám lính này chỉ là lũ tân binh chưa biết mặt họ và ông sẽ đánh lừa chúng ông khuyên kunitoki nên tiếp tục lẩn trốn trong khi mình sẽ đối phó với chúng kunitoki lo lắng cho cậu ruột muốn ngăn ông lại nhưng không kịp cứ tưởng godain đang hy sinh để cứu mình nhưng kunitoki không ngờ rằng người cậu mình tin tưởng lại chính là một kẻ phản bội godain thông báo cho đám lính về nơi kunitoki đang ẩn náu ở một nơi khác Tokizuki đang mơ thấy cảnh tượng cả gia tộc Mạc phủ bị kết liễu một cách dã man. Cơn ác mộng khiến cậu bừng tỉnh trong hoảng hốt, nhưng sự tỉnh giấc lại không đến từ cơn mơ mà bởi tiếng la ó từ ông nội Jozisige. Shizuku cũng mệt mỏi kêu Jozisige tắt cái bóng đèn chạy bằng cơm đi. Ông này ra ý định thơm một cái vào má cậu. Ngay lập tức, bản năng nhạy bén của Tokizuki phát hiện nguy hiểm và cậu lập tức trèo lên góc nhà, tránh khỏi cú tấn công của ông già. Tokizuki khó chịu hỏi ông đang nghĩ cái quái gì mà làm thế hả? Trong khi Zojishige chỉ cười đùa và bảo đó là cách đánh thức người khác trong tương lai mà ông đã tiên đoán. Trong khi tình hình hỗn loạn và nguy hiểm đang bổ vây, họ vẫn có thể thản nhiên đùa dẫn khiến Tokizuki không khỏi cảm thấy điên đầu. Tokizuki càng thêm thất vọng khi nhớ lại lời hứa trước đó của họ rằng sẽ đưa cậu đến lãnh địa của gia đình. Nhưng hiện tại, thay vì thoát khỏi Kamakuza họ vẫn phải lẩn trốn trong thành phố, nơi nguy hiểm rình rập. Nhưng Zojishige vẫn khẳng định, trong mắt ông, Tokizuki chính là anh hùng của tương lai ông khuyên cậu trước mắt cứ kiên nhẫn ẩn cư tại đây một thời gian nữa đã để xua tan bầu không khí căng thẳng joji shige còn nghĩ ra một trò chơi mới tên là suga goku để giải trí shizuku ngay lập tức lấy ra xúc sắc và bàn cờ khiến tokizuki ngán ngẩm cậu không thể tin nổi rằng trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này họ vẫn còn có thể chơi đuổi như vậy cuối cùng tokizuki quyết định không trốn tránh nữa cậu rời khỏi nơi ẩn náu quay trở lại mặc phủ để tìm kiếm người thân và một con đường sống cho chính mình khi trở về tokizuki chỉ thấy một vùng đất hoang tàn tất cả đã bị thiêu rụi, không còn gì ngoài cho tàn. Vài kẻ lang thang đến đây để nhặt đồ quý giá sau vụ cháy, và họ tình cờ nhắc đến việc chứng kiến cảnh hành hình công khai của Kuni Nghe thấy tên anh trai, Tokizuki không thể tin nổi vào tai mình, cậu sốc nặng và lập tức lao ra hỏi thêm thông tin. Suýt chút nữa, cậu đã để lộ thân phận, nhưng may mắn thay, Joji Shige và Shizuku kịp thời xuất hiện và giả vờ rằng họ là người của thần xã, giúp che giấu thân phận cho Tokizuki. Với nỗi đau tột cùng, Tokizuki được kể lại rằng anh trai mình đã bị cậu ruột, Godain, phản bội và giao nộp cho quân Nisha. Kunitoki bị bắt và sau đó bị hành quyết công khai. Nghe đến đây, Tokizuki không thể kìm nén cảm xúc. Cậu nôn mửa và đau đớn khi biết rằng anh trai mình đã bị phang đầu. Tokizuki cảm thấy bản thân là người duy nhất còn sống sót của gia tộc Mạc Phủ. Sự phản bội của những kẻ từng trung thành với gia đình cậu khiến cậu không thể chấp nhận nổi. cả gia tộc phục vụ Mạc Phủ bao nhiêu năm, đến cả cậu ruột cũng có thể phản bội. Shige bất ngờ xuất hiện và như thường lệ, ông làm một trò tấu hài khiến cậu hoảng hốt dù chỉ là một trò đùa nó cũng giúp nỗi đau trong lòng tokizuki vơi bớt phần nào sau đó joji cung cấp thông tin quan trọng về godain ông ta nói rằng nhờ vào thần nhãn ông có thể nhìn thấy tương lai của godain và biết được rằng hiện tại xung quanh hắn có rất nhiều binh lính của phe địch nếu tokizuki muốn trả thù họ không thể hành động bừa bãi tokizuki hỏi xem hiện tại godain đang ở đâu và joji dẫn cậu đến nơi mà ông đã tiên đoán ông hứa sẽ chỉ cho tokizuki thấy cách giành chiến thắng bằng kỹ năng sinh tồn và chạy trốn lúc này Go-Dai-In đã rơi vào tình cảnh mất trắng, dù đã lập công lớn nhưng vẫn không được ghi nhận. Hắn nghĩ việc bắt được và kết liễu Kunitoki chẳng có giá trị gì, bởi cái chết của một người con sinh ra từ tiểu thiếp dường như quá rẻ mạt trong mắt kẻ khác. Tuy nhiên, mục tiêu hiện tại của hắn là Tokizuki, người em trai còn sống sót. Go-Dai-In tin rằng, nếu bắt được và giao nộp Tokizuki, cậu vương tử của Mạc phủ, Go-Dai-In, kẻ đã đánh mất tất cả, giờ đây đang biến thành một con quỷ khát máu, quyết tâm truy đuổi Tokizuki đến cùng, nhận thấy tình hình không thuận lợi, Joji Shige quyết định tạm thời rút lui, dẫn theo Tokizuki để chuẩn bị cho yếu tố quan trọng thứ hai trong trò chơi sinh tử này. Đây chính là thứ quyết định chiến thắng, trên đường rút về nơi an toàn. Cha con Joji hỏi Tokizuki rằng liệu cậu có tự tin không? Tokizuki thừa nhận rằng mình chưa bao giờ được huấn luyện bài bản để chiến đấu, nhưng quyết tâm và lòng tự tin thì chưa bao giờ thiếu. Để bù đắp cho kỹ năng chiến đấu còn hạn chế của Tokizuki, Joji dự định giới thiệu cho cậu hai người có thể trở thành đồng minh đáng tin cậy và là cánh tay đắc lực trong tương lai. Nhưng khi Tokizuki gặp mặt, Cậu không khỏi bất ngờ vì hai người này chẳng khác gì tính cách kỳ quặc của cha con Jozigeg. Tuy nhiên, sau khi trò đùa kết thúc, cả hai cũng nghiêm túc lại. Cô gái lớn tuổi hơn là Azako, còn chàng trai bên cạnh là Kojizo. Cả hai đều cùng tuổi với Tokizuki và xuất thân từ hai gia tộc phục vụ cho gia tộc Suwa. Gia tộc của Jozigeg, mà gia tộc Suwa lại là thuộc hạ trung thành của nhà Hozu. Azako và Kojizo cam kết sẽ cống hiến hết mình để giúp Tokizuki trong nhiệm vụ trả thù và bù đắp những gì cậu còn thiếu. Đêm đó, kế hoạch trả thù chính thức bắt đầu. Joji Shige hỏi Tokizuki một lần nữa rằng cậu đã sẵn sàng để triệt hạ con quỷ đã kết liệu anh trai mình chưa. Tokizuki nhìn vào thanh kiếm trước mặt, mắt rực lên sự quyết tâm và khẳng định rằng cậu đã sẵn sàng. Từ trên cao, Shizuku phát hiện ra Go đang tiến đến gần và khi hắn nhìn thấy Tokizuki ngay trước mặt, ánh mắt hắn hiện lên sự thèm khát mãnh liệt. Tokizuki vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giả vờ như không biết gì và gọi hắn một cách thân mật. Hắn cũng nhập vai, diễn cảnh khóc thương và tiếc nuối trước mặt cậu. Tokizuki giữ bình tĩnh một cách hoàn hảo, không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào của ý đồ báo thù. Khi Godain tiến vào tầm tấn công, hai chiến binh theo sát Tokizuki, Azako và kojizo lập tức hành động. Nhưng sự mạnh mẽ và tàn bạo của Godain vượt ngoài dự tính của họ. Hắn không dễ dàng bị đánh bại như họ tưởng và nhanh chóng hiểu ra rằng mình đã rơi vào bẫy. Godain cười khẩy, nhận ra đây chỉ là một màn kịch được dựng lên để dụ hắn đến. Tuy nhiên, điều họ không lường trước là hắn cực kỳ mạnh. Đây cũng là lý do mà Godain cậu ruột của Tokizuki đã chọn hắn làm hộ vệ cho gia tộc chứ không phải là một kẻ vô dụng như mọi người nghĩ cuộc đụng độ diễn ra khốc liệt và godain với sức mạnh khủng khiếp bắt đầu chiếm ưu thế hắn xem đây như một trò chơi cược mạng sống của tất cả những người có mặt mỗi đòn tấn công của hắn đều hiểm ác và hắn tỏ ra vô cùng thích thú khi đối thủ lần lượt bị đánh bại nhìn cảnh hai cận vệ bị godain dễ dàng đánh bại Tokizuki không khỏi cảm thấy bất lực cậu không biết phải làm gì để lật ngược tình thế này jojishige đứng từ xa quan sát nhưng ông không hề tỏ ra lo lắng. Ông đã thấy trước kết quả của trận đấu này và chỉ đang chờ đợi màn trình diễn của vị anh hùng trẻ tuổi. Tokizuki tuy bị đẩy vào bờ vực thất bại, nhưng trong mắt Joji Shige, đó mới chính là khoảnh khắc cậu sẽ thức tỉnh và bộc lộ tiềm năng thực sự của mình. Vừa tiến tới, hắn còn khoe khoang về chiến công khiến Kunitoki bị chém đầu không thương tiếc. Đặc điểm của hắn luôn là kẻ thức thời, xuôi theo chiều gió để sống sót qua mọi biến động. Khi thời thế đổi thay, hắn cũng thay đổi để thích nghi ngay lập tức. Và vì thế, Tokizuki không thể thoát khỏi tầm ngắm của hắn, nhưng Tokizuki, với bản năng vô cực bẩm sinh, đã tránh né tất cả đòn tấn công một cách nhẹ nhàng như thể đang chơi đùa. Tokizuki nhìn thấy rõ từng đường kiếm của Godaiin và né tránh một cách diệu kỳ, làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo. Sự phấn khích của cậu ấy lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Đây không phải là thứ có thể rèn luyện được qua thời gian, mà từ khi sinh ra, cậu ta đã sở hữu bản năng vô cực đó. Việc né tránh không phải vì hèn nhát, mà là bởi Tokizuki thích thú với việc chạy trốn. Cảm giác đó làm cho cậu ta càng thêm sắc bén và hoàn thiện từng động tác. Kojizo và Azako, sau khi hiểu rõ lý do ông chú chọn Tokizuki làm người để phụng sự, cũng ngày càng trông đợi vào những hành trình sắp tới cùng thiếu chủ. Họ được phép tham gia trận chiến một lần nữa mà không cần lo lắng về việc bảo vệ Tokizuki. Godai In cay cú tột độ khi bị Tokizuki đùa giỡn, nhưng hắn không thể làm gì ngoài việc tiếp tục bị khiêu khích, còn Tokizuki, dù bản năng vô cực giúp cậu né tránh mọi đòn tấn công, nhưng khả năng tấn công của cậu vẫn chưa đủ để kết liễu đối phương. Do đó, Kojizo và Azako phải chịu trách nhiệm tạo ra cơ hội để Tokizuki ra đòn quyết định. Khi tên địch bị dồn ép đến mức mất cả vũ khí, hắn chỉ biết đuổi theo Tokizuki như một kẻ tuyệt vọng. Kojizo và Azako đã hoàn thành nhiệm vụ tạo ra sơ hở cần thiết. Tokizuki không bỏ lỡ cơ hội, nhảy lên cao như phượng hoàng và tung ra cú chém dứt điểm, kết thúc mọi chuyện và trả thù cho huynh trưởng cùng gia đình. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Kuni Toki hiện về, như đang khích lệ em trai hãy vững bước vượt qua những khó khăn trước mắt để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn sau khi tự tay tiêu diệt kẻ thù tokizuki cùng đồng đội trở về giữa đêm khuya tĩnh lặng trận chiến đã kết thúc nhưng trong lòng cậu vẫn chưa thể cảm nhận được gì rõ ràng tất cả dường như mờ ảo như thể cậu chỉ đang chạy trốn theo bản năng tokizuki cúi đầu cảm ơn ba người bạn thân thiết của mình vì nếu không có họ hỗ trợ cậu đã không thể trả thù được cho huynh trưởng joji Shige bắt đầu chia sẻ về những điều kiện cần thiết khi tham gia vào trò chơi sinh tử trên chiến trường những người như cậu sẽ luôn là mục tiêu bị nhắm tới đầu tiên điều cậu cần không chỉ là sự dũng cảm mà còn là những người thuộc hạ trung thành và đáng tin cậy, những người có thể trở thành những thanh gươm sắc bén để bảo vệ cậu và báo thù cho gia tộc. Cậu phải luôn nhớ mình là ai và phải sống một cách chính trực. Được truyền thêm sức mạnh tinh thần, Tokizuki giơ cao thanh kiếm, mắt hướng về quê hương xa xôi. Thề rằng một ngày nào đó, cậu sẽ trở về và tiêu diệt tất cả những kẻ phản bội đã gây hại cho người thân của mình. Trong cơn cảm hứng, Tokizuki ném thanh kiếm ra xa, nhưng không may lại đâm trúng một con chó. Joji ghê phá lên cười, vừa vui mừng vừa chơi đùa Tokizu phải cẩn thận hơn, chứ cứ như thế thì hại lắm đấy sau đó cả nhóm hướng về một vùng đất mới nơi mà họ sẽ dành thời gian để rèn luyện kỹ năng và tinh thần chuẩn bị cho ngày quay lại lấy lại tất cả những gì đã mất mọi người đều tự hỏi bằng cách nào mà chỉ trong một đêm ông chú này đã đào được một loạt các hố để bẫy tokizuki đó là cách ông ta rèn luyện phản xạ cho cậu chỉ cần bước hụt một cái cậu phải ngay lập tức nhảy ra ngoài tokizuki cũng kể khổ về việc bị các phụ nữ trong gia tộc làm phiền Joji Shige lại cười và ra lệnh cho các chị em phải chăm sóc hầu hạ thiếu chủ một cách cẩn thận. Còn về việc né tránh các hố, Joji Shige tự tin khẳng định rằng ông đã nhìn thấy trước tương lai, vì thế không sợ dẫm vào đâu. Tokizuki nghe vậy chỉ biết cười trừ, vì sự tin tưởng của cậu vào những lời nói của ông chú đã về con số không sau hàng loạt trò đùa dai của ông ta. Ngày hôm đó, cả nhóm sẽ bắt đầu luyện tập kiếm thuật và học vấn, nhưng Tokizuki lại không thích chút nào. Tokizuki tính trốn thoát thì không may lại rơi vào một cái hố khác mà Joji Shige đã chuẩn bị sẵn. Shizuku nhanh chóng mang thăng tới giúp cậu trèo lên. Trong khi đó cô kể về cha mình, dù ông có vẻ ngáo và hay nói những điều kỳ quặc, nhưng tất cả những gì ông làm đều là để tốt cho Tokizuki. Shizuku cũng mắng bố một trận, còn Tokizuki thì bắt đầu tự hỏi liệu những người này có thực sự đem lại lợi ích cho mình trong tương lai hay không. Người ở thần xã của gia tộc Suwa không nhiều, và Tokizuki không thể không lo lắng về việc sau này lấy đâu ra quân lính để đánh bại Takaji. Có lẽ vì những suy nghĩ bi quan này mà trong những ngày tiếp theo, cứ đến giờ học, Tokizuki lại trốn đi chơi. Điều này khiến mọi người lo lắng, vì bản chất của Tokizuki từ khi còn ở mặc phủ đã được nuông chiều và thói quen xấu cứ vậy mà hình thành, cứ hễ có chút khó khăn là lại chạy trốn. Tuy nhiên, jojii không nghĩ vậy. Ông cho rằng bản chất của Tokizuki là chân thành và nghiêm túc. Ngày hôm sau trời mưa tầm tã, nhưng Tokizuki vẫn chạy vào rừng, nghĩ rằng không ai có thể tìm thấy mình. Tuy nhiên, ông chú tấu hài jojii lại xuất hiện ngay trước mặt, như thể biết trước chính xác vị trí của Tokizuki. Cậu chán nản nói không muốn học nữa, trên chiến trường cậu chỉ cần chạy nhanh là xong rồi những suy nghĩ lệch lạc này nhanh chóng bị Joji Shige thay đổi. Ông thề với thần linh rằng phe của họ sẽ không bao giờ bại trận, bởi vì chính ông cũng là một vị thần của vùng đất này. Ngay lập tức, bằng sức mạnh kỳ diệu, ông đã khiến cơn mưa dừng lại và nước bắt đầu bay ngược lên trời. Chứng kiến cảnh tượng đầy uy nghi trước mắt, Tokizuki cảm giác như mọi nỗi muộn phiền trong lòng đều tan biến, bị cuốn theo màn trình diễn đầy ấn tượng của thần chủ. Joji Shige đứng sừng sững giữa đám đông, giơ tay cao và hô to, hàng ngàn người phía dưới đồng loạt hô vang tiếng hô vang dội khắp không gian tạo nên một cảnh tượng hùng tráng làm tokizuki ngỡ ngàng nhận ra mình đã sai lầm tinh thần và khí thế của suwa mai Ojin dường như thấm sâu vào lòng từng võ sĩ dưới sự dẫn dắt của joji shige chính nhờ sự tôn thờ của họ mà tinh thần đoàn kết trở nên kiên cố như sắt thép joji shige quay sang hỏi tokizuki với ánh mắt đầy sự thách thức cậu có thể tin tưởng ông giống như họ đã tin tưởng không ông sẽ là vị thần bảo hộ người chỉ đường dẫn lối cho cậu tới chiến thắng sự kết hợp giữa anh hùng và thần linh chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều võ sĩ sẵn sàng đầu quân cho chúng ta ông hỏi cậu quyết định của mình là gì tokizuki không trần trừ hứa sẽ quay lại học hành chăm chỉ trong suy nghĩ tokizuki tin rằng lời tiên tri sẽ trở thành hiện thực và mình có thể trở thành một anh hùng vĩ đại trong tương lai tuy nhiên suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt chỉ sau 5 giây khi tokizuki nghe thấy tiếng than vãn của đám đông dường như cảnh tượng hùng tráng vừa rồi chỉ là một màn giàn dựng cậu quay sang hỏi joji cái khí thế hùng hồn vừa nãy biến đi đâu mất rồi Joji cười thoái thác nói đâu phải lúc nào cũng đầy nhiệt huyết được. Tokizuki cảm thấy như mình vừa bị lừa một cú đau điếng, nhưng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận và hy vọng rằng tương lai sẽ sáng lạn hơn. Thời gian trôi qua, Tokizuki dần quen với cuộc sống ở thần xã Suwa. Trong kế hoạch sắp tới, nhóm của Tokizuki sẽ bắt đầu chiêu mộ thêm đồng minh cho thiếu chủ. Tạm thời, họ có ba ứng viên sáng giá để trở thành thân binh trung thành. Thân binh sẽ là người luôn sát cánh, bảo vệ chủ nhân và hỗ trợ võ sĩ trong mọi trận chiến. Kojiro là đệ nhất kiếm sĩ trong thế hệ của mình, chắc chắn sau này sẽ trở thành một tướng tài. Shizuku thông minh, đa tài, có khả năng quản lý mọi việc hậu trường một cách tỉ mỉ. Còn Azako, với sức mạnh vô song và tài năng xuất chúng, có thể trở thành tỷ nữ kiêm chiến binh cho Tokizuki trong những trận đánh quan trọng. Trước mắt, Tokizuki cần xây dựng mối quan hệ khăng khít với ba người này để hiểu rõ từng người, từ đó mới có thể điều khiển và chỉ huy một cách hợp lý, nhằm tạo ra sự đoàn kết bền chặt. Trong tương lai, Tokizuki cần phải tiếp tục tìm kiếm và chiêu mộ thêm nhân tài để tăng cường đội ngũ thần binh. Joji Shige lại ví von Tokizuki mạnh mẽ như Goku, không bao giờ biết bỏ cuộc. Sau đó, cả bốn người ngồi lại với nhau để tâm sự. Kojizo, Shizuku và Azako đều nói với Tokizuki nếu cậu có bất cứ yêu cầu gì, hãy cứ nói ra, họ sẽ làm hết sức để giúp cậu. Azako sau đó đề nghị Tokizuki đi săn để rèn luyện thêm kỹ năng sinh tồn. Tokizuki ngạc nhiên hỏi không phải người ở thần xã không được phép sát sinh sao. Shizuku cười và giải thích chỉ có ngày rằm và mùng một mới cấm sát sinh thôi. Bình thường bố mình sát sinh như ngoái, có sao đâu. Thực tế là, trong số các vị thần mà họ thờ phụng có thần săn bắn, nên ở đây mọi người được phép khai thác săn bắt thoải mái. Lúc này thuộc hạ lập tức báo tin về việc nhóm bốn người đang đi săn, và ngay khi nghe vậy, Jojishi Sige nở một nụ cười bí hiểm rồi tiên đoán Tokizuki sắp gặp phải thử thách mới đây. Trong khi Tokizuki cùng ba người kia ham hở truy tìm con mồi, Shizuku nhận nhiệm vụ dọa bày thỏ chạy về hướng Tokizuki để cậu bắn dù Tokizuki nhắm trúng mục tiêu nhưng mũi tên lại đi lệch, hụt mất con thỏ. Kojizo ngay lập tức rút đỡ, mở đường cho Tokizuki bắn lần nữa, nhưng Azako bất ngờ nhặt đá và ném trúng con thỏ, kết thúc luôn cuộc săn. Tokizuki nhìn Azako với ánh mắt khó hiểu, không rõ cô này đi săn kiểu gì nữa. Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, khi cả nhóm đang cười đùa, một con thú to lớn, hung dữ xuất hiện, gầm gừ như muốn đuổi cả bọn đi. Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu, Azako nhanh tay đẩy Tokizuki qua một bên để tránh đòn, còn cô Jizo nhanh chóng dương cung bắn vào con thú. Thấy tình hình không ổn, cô Jizo nhanh chóng đề nghị rút lui, nhưng từ vị trí trên cao, Shizuku đã có một kế hoạch khác. Cô nhìn thấy một vách núi gần đó và đề xuất ý tưởng táo bạo. Họ sẽ dụ nó đến vách núi, ở đó Azako và cô Jizo sẽ mai phục sẵn. Mặc dù Tokizuki không đồng ý với việc mình lại bị giao nhiệm vụ làm mồi, nhưng tình thế cấp bách khiến cậu không còn lựa chọn nào khác. Và Tokizuki không còn cách nào khác ngoài việc chạy thật nhanh. Khi đến gần vách núi, kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn sàng cô Jizo đứng ra thách thức con lợn khổng lồ. Tuy nhiên, con lợn lại ngu ngốc đâm sầm vào một cái cây, trước khi rơi xuống vách núi và chết ngay lập tức. Phía dưới vách núi, họ đã đặt sẵn một tảng đá được vót nhọn. Sau khi kết thúc buổi săn đầy kịch tính, cả nhóm quyết định thưởng thức đặc sản của vùng Su Hoa, đó là tắm suối nước nóng. Tokizuki cuối cùng đã cảm thấy tin tưởng hơn vào ba người bạn của mình. Dựa vào trí tuệ của Shizuku, sức mạnh của Azako và kỹ năng của cô Jizo, họ đã hạ gục con lợn khổng lồ. Shizuku tò mò vuốt ve cái xác của con lợn, nói rằng đây có thể là một loài mãnh thú tồn tại từ thời xa xưa và nó đã không còn đồng loại nào để kết thân cái chất của nó có lẽ là một sự giải thoát khỏi kiếp sống cô độc và ma đạo trong lúc ngâm mình trong suối nước nóng cô Zizo bất ngờ đề nghị từ nay về sau họ nên lấy suối nước nóng này làm nơi họp bàn kế hoạch của đội họ cũng bàn bạc về việc cần phải có một cái tên chính thức cho nhóm mỗi người đều đưa ra những ý tưởng kỳ quặc nhưng azako nhìn vào khả năng chạy trốn điệu nghệ của tokizuki đề nghị đặt biệt danh cho cậu là tổ thiếu đảng nghe vậy Tokizuki rất ưng ý và ngay lập tức đồng ý với cái tên nó. Sau khi tận hưởng thời gian thư giãn, cả nhóm quay về chuẩn bị bữa tiệc thịt lợn. Tuy nhiên khi trở lại, họ chỉ thấy bộ xương của con lợn khổng lồ. Mọi phần ăn được đều đã biến mất và thủ phạm không ai khác chính là Joji Shige. Ông đã ăn hết mọi thứ và còn viện cớ con lợn đó đã rơi vào ma đạo, nên ông phải có trách nhiệm thanh tẩy nó bằng cách ăn sạch tất cả. Ngày hôm nay, Takaji cùng những kẻ phản bội mặc phủ đã đến diễn kiến Thiên Hoàng Daigo để nhận thưởng cho những việc làm phản bội của mình. Thiên hoàng Hào phóng ban cho hắn quyền chọn bất cứ chức quan nào trong triều, nhưng Takaji lại khôn khéo từ chối. Thay vào đó, hắn chỉ xin cho các đàn em của mình được làm quan, bởi vì trong đầu hắn đang toan tính một âm mưu còn lớn lao hơn nhiều so với bất kỳ chức tước nào. Những người có mặt tại đó, nhìn thấy nụ cười giả tạo nhưng đầy quyến rũ của hắn, đều lầm tưởng rằng Takaji là một kẻ trung thành, tử tế. Họ bắt đầu đồn thổi về dung mạo tuấn tú và thần thái phong độ của hắn. Thiên hạ đã được thống nhất dưới quyền cai trị của Thiên hoàng và công gia, thay thế cho sự suy tàn của Mạc phủ trở về nhà takaji được đám thuộc hạ trung thành của mình tán thưởng vì nụ cười ấn tượng của hắn trước mặt thiên hoàng vừa cười vừa rơi nước mắt hắn không khỏi cười mỉa mai khi nghe những lời khen nó nhưng khi ánh mắt hắn chợt sắc bén như ánh mắt của quỷ hắn nói với giọng đầy âm mưu rằng đây sẽ là một vinh dự lớn khi phò tá bệ hạ đi tới đỉnh cao quyền lực sáng hôm sau takaji gặp cấp dưới tên sa kẻ đầu tiên dám phản bội mặc phủ và gia tộc hô du để theo hắn takaji nghi ngờ rằng tàn dư của mặc phủ sẽ tìm đến suwa để ẩn náu vì vậy hắn muốn nhờ Sadamun dùng tài năng cung thuật phi thường của mình để truy sát những kẻ còn sót lại. Sadamun, với niềm kiêu hãnh về khả năng bắn cung đệ nhất thiên hạ, tự tin khoe rằng kể cả là một con bọ nhỏ, nó cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm của mình. Trong khi đó, ở một góc khác, Tokizuki đang được những người trong nhóm hướng dẫn cách sử dụng kiếm, nhưng dù có cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể chém đứt nổi một cọng rơm. Yojisige như thường lệ, giải thích một cách hài hước rằng, cơ bắp của cậu luôn sẵn sàng cho việc bỏ chạy ngay cả khi đang tấn công. Cô Jizo nhìn cảnh đó không khỏi chán nản, nghĩ rằng có lẽ sẽ mất 15 năm nữa để dạy cho Tokizuki cách sử dụng kiếm thành thạo. Trong khi bóp bóp vai Tokizuki, ông cho rằng nếu ép cậu quá, sẽ làm giảm khả năng chạy trốn, mà điều này thì chẳng có lợi chút nào. Bên cạnh bản năng né tránh tuyệt vời, Tokizuki còn sở hữu tài bắn cung bẩm sinh. Có vẻ cậu giỏi bắn cung hơn là kiếm thuật. Shizuku nhớ lại ngày xưa, phụ thân của cậu rất thích xem bắn cung, nên cậu thường xuyên bị ép luyện tập. Joji Shige chăm chú nhìn, cho rằng nếu chỉ để Tokizuki chạy trốn mà không có khả năng tấn công, sẽ gây tổn hại đến sĩ khí của quân ta. Vậy nên họ cần phải giúp cậu vừa có thể né đòn. Đúng lúc ấy, có người báo rằng Sadamun đang đến thăm. Không ai trong nhóm nhận ra cái tên này, kể cả Tokizuki. Để bảo đảm an toàn, bốn đứa trẻ được nhanh chóng giấu vào một căn nhà nhỏ, từ đó lặng lẽ quan sát tình hình và nghe ngóng cuộc đối thoại của Yoji Shige. Sadamun, với nụ cười nửa miệng, đáp rằng hắn đến chỉ để chào hỏi hắn nhắc lại về sự diệt phong của gia tộc Hô du và thông báo rằng thiên hoàng daigo đã phong cho hắn một chức quan trong triều với điều này hắn tự hào rằng từ nay địa vị của hắn đã cao hơn và có quyền ra lệnh cho gia tộc suwa những người xung quanh lập tức cảm thấy bất mãn bởi vì ở đây họ tôn thờ joji shige chứ không phải những kẻ bề tôi của daigo sadamun tiếp tục nói trước đây phe hắn từng hỗ trợ gia tộc Hô du hắn bắt đầu đe dọa nếu ông đang cố tình che giấu tàn dư của mặc phủ thì khôn hồn hãy giao nộp ra joji shige định giả vờ không hiểu nhưng ánh mắt tinh tưởng của Sada Moon đã kịp nhận ra có người từ gia tộc Suwa đang theo dõi từ xa. Hơn thế nữa, hắn còn nhìn thấy đám trẻ đang lén lút trốn trong căn nhà nhỏ. Với giọng thâm độc, hắn thề rằng sẽ nhổ tận gốc tàn dư của gia tộc Hozu. Trước khi rời đi, tên khốn này còn tỏ ra hào phóng, muốn tặng quà cho họ. Với khả năng cung thuật điêu luyện, hắn bắn một mũi tên, làm mẻ tai một phụ nữ trong nhóm trước khi bỏ đi. Chứng kiến cảnh tượng này, không ai có thể chấp nhận nổi hành vi ngang ngược của hắn. Tối hôm đó, Azako hỏi Shizuku về vết thương của người phụ nữ và nhận được câu trả lời an ủi rằng nó không đáng lo ngại bọn họ biết rằng Sada muôn nổi danh khắp thiên hạ nhờ thị lực phi thường và khả năng cung thuật bậc thầy của hắn Kojizo cảm thấy bực bội hỏi Tokizuki nghĩ gì về kẻ địch này Tokizuki ngạc nhiên rồi trả lời với một thái độ đầy bất ngờ rằng hành vi của hắn thật đáng khinh bỉ nhưng họ không thể phủ nhận rằng cung thuật của Sada muôn thật sự rất hoàn mỹ. nghe thấy điều đó Jojishige càng thêm ngưỡng mộ sự chân thành của Tokizuki dù đối thủ có là kẻ địch Tokizuki vẫn luôn giữ thái độ trung thực và không nói xấu họ. Ngay lập tức, ông chú tấu hài nảy ra một ý tưởng thú vị để giúp Tokizuki học bắn cung từ chính kẻ thù của mình. Ông đề xuất với Tokizuki rằng trò chơi tiếp theo của họ sẽ là trò trốn tìm. Mục tiêu của Sada Moon khi đến đây có hai mặt. Một là làm suy yếu gia tộc Suwa, hai là tìm và tiêu diệt tàn dư của gia tộc Hozu. Vì vậy, Tokizuki cũng sẽ có hai mục tiêu, học lỏng cung thuật từ Sada Moon và không để lộ thân phận của mình. Ông chú hài hước thêm vào, hắn chắc chắn sẽ quay lại gây rối nên cậu có thể thoải mái học bắn cung từ hắn rồi. Ở phía bên kia, Sadamun đã nhận được tin tức rằng gia tộc Suwa sắp tổ chức một lễ hội săn chó, và bọn chúng quyết định tham gia để vừa gây suy yếu cho phe Suwa, vừa tiện tay truy sát tàn dư của gia tộc Hozu. Đúng là nhất tiễn hạ xong điều, ba ngày sau, lễ hội săn chó chính thức bắt đầu. Mọi người hồn nhiên tham gia cuộc thi, đến nỗi Shizuku còn vô tư gọi thẳng tên Tokizuki. Cha của cô nhanh chóng nhắc nhở cô phải gọi kiểu khác đi, làm cô đỏ mặt và gọi cậu là huynh trưởng thay vì tên thật. Cùng lúc đó, Sada Moon cũng đã có mặt và chuẩn bị tham gia cuộc chơi. Hắn hỏi Joji Shige xem có phiền nếu hắn tham gia, và ông trả lời rằng không vấn đề gì. Luật chơi rất đơn giản, người chơi phải cưỡi ngựa và bắn cung vào những con chó với mũi tên giả để tính điểm. Nhờ vào khả năng quan sát đỉnh cao, Sada Moon nhanh chóng đạt được điểm số tối đa, làm mọi người phải trầm trồ về tài năng của hắn. Tokizuki đứng bên ngoài quan sát cũng không khỏi ngưỡng mộ kỹ năng bắn cung hoàn hảo của kẻ địch. Trong khi đó, Joji Shige lại tấu hài một mình khi thấy những con chó tội nghiệp bị săn bắn. Người của gia tộc Suwa, thấy sa đa của ngôn đã nói hắn hãy chờ đợi cao thủ của họ xuất hiện hắn thích thú với điều đó và muốn đặt cược một ván cược với vị cao thủ bên này nếu hắn thắng họ phải để hắn và quân lính lục soát khắp nơi để tìm tàn dư của Mạc phủ aza cô thấy sự ngông cùng của đối thủ tỏ ra khinh thường nói chỉ có vài người mà dám làm loạn tuy nhiên joe jishige hiểu rõ những kẻ này đều được thiên hoàng sắc phong nên họ không thể xem nhẹ ông chấp nhận yêu cầu của sa đa nhưng cũng đặt điều kiện nếu phe của ông thắng Hắn sẽ không được phép lạm dụng quyền lực để làm loạn lãnh thổ của họ. Sada Moon vui mừng, nghĩ rằng Shige đã mắc bẫy. Hắn hỏi vị cao thủ của Suwa đâu, thì Shige kéo Tokizuki ra và tuyên bố như đây là quá đủ để chiến thắng rồi. Điều này khiến Sada Moon khó chịu vì phải đấu với một đứa trẻ. Trước khi bắt đầu, họ thêm một luật mới, đó là nếu bắn chúng người cũng được tính điểm, làm cho chơi càng thêm kịch tính. Shige không bỏ lỡ cơ hội chơi chọc người đang run sợ à? Những đứa trẻ trong nhà lo lắng cho Tokizuki sợ rằng cậu có thể gặp nguy hiểm. Joji Shige chấn an họ hãy tin tưởng vào cậu ấy, đây là cơ hội để tài năng vô hạn của Tokizuki phát triển. Đấu với cao thủ là cách tốt nhất để cậu ấy trưởng thành. Bằng ánh mắt tự tin, ông tiết lộ rằng mình đã nhìn thấy tương lai qua thần lực và rằng sau trận đấu với Sadamun, cánh cửa thành công mới sẽ mở ra cho Tokizuki. Joji Shige háo hức mong chờ xem thiếu chủ Tokizuki sẽ học hỏi được gì sau trận đấu căng thẳng này. Ông không quên nhắc lại nhiệm vụ cao cả, đó là báo thù kẻ đứng sau tất cả, người đã hủy hoại mặc phủ. Nghe vậy, Tokizuki đồng ý ngay, trong lòng cậu bùng lên quyết tâm mãnh liệt. Joji Shige, như thường lệ, đã lên sẵn một kế hoạch thông minh cho cậu sử dụng ngay từ đầu trận đấu. Chứng kiến Tokizuki sẵn sàng bước vào trận mà không hề run sợ trước kẻ địch mạnh, ba người bạn đồng hành cảm thấy yên tâm và vui mừng. Ngay khi bước vào trận đấu, Sada Moon nhanh chóng tỏ ra khinh thường Tokizuki, bởi chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ thấy cậu chưa phải là tay bắn cung cử khôi. Tokizuki chủ động tấn công trước, khiến Sada Moon sôi huyết và ngay lập tức đáp trả bằng một phát bắn cung. Thế nhưng, Tokizuki đã khéo léo né tránh, nhưng cơ hội đó cậu tìm kiếm con chó màu đỏ, vốn đã được thuần hóa và dễ dàng hơn so với những con khác. Cú bắn chính xác vào con chó đã giúp cậu ghi điểm trước, khiến Sada moon tức giận đến tím tái mặt mày. Vì nóng giận, Sada moon liên tục tấn công, tiêu tốn hết mũi tên của mình mà chẳng ghi được điểm nào. Giờ đây, hắn chỉ còn lại một mũi tên cuối cùng và tình thế buộc hắn phải cân nhắc kỹ lưỡng về mục tiêu tiếp theo. Hắn định nhắm vào con chó, nhưng chúng lại bắt đầu tăng tốc, khiến hắn khó lòng bắt kịp. Trong khi đó, Tokizuki chuẩn bị bắn thêm một phát nữa thì bị Sada Mun khép góc, làm cậu mất hoàn toàn lợi thế, phải thừa nhận rằng Sada Mun thực sự là một đối thủ đáng gờm, đã được thiên hoàng công nhận với nhiều kinh nghiệm thực chiến. Hắn nhanh chóng tận dụng tình huống và với một cú bắn chính xác, hắn đã bắn trúng Tokizuki. Mặc dù Tokizuki đã bị bắn trúng chảy huyết, nhưng số điểm tích lực với cú bắn vào đầu của Sada Mun đã lên đến 4 điểm. Tokizuki cảm nhận rõ rệt cơn đau và hoảng sợ nghĩ rằng nếu đó là mũi tên thật, cậu đã không còn sống sót. Thế nhưng chính cảm giác nguy hiểm này đã thức tỉnh một năng lực tiềm ẩn bên trong cậu càng bị đe dọa tokizuki càng thấy phấn khích mặc cho việc liên tục bị sada moon tấn công cậu vẫn mỉm cười hòa mình vào trận đấu như thể đây là một cuộc chiến thực sự azako đứng bên ngoài quan sát không khỏi tức giận khi thấy sada liên tục ép tokizuki vào thế khó cô biết rằng chỉ còn lại hai mũi tên để ghi điểm và nếu không bắn chúng vào đầu đối thủ cậu chủ của cô sẽ khó có cơ hội chiến thắng sada moon hiểu rõ điều này tiếp tục chơi bẩn cố tình áp sát và chơi chọc tokizuki khuyên cậu nên bỏ cuộc vì bắn trúng đầu mấy con chó trong tình huống này là điều bất khả thi. Khán giả bên ngoài đã dần nghĩ rằng trận đấu đã có kết quả, nhưng Joji Shige thì không nghĩ như vậy. Ông nở nụ cười tự tin và bật thần lực, nhắc nhở Tokizuki về cách giành chiến thắng. Ông biết rằng không phải vô tình mà mình đã thêm luật bắn trúng người cũng được tính điểm. Hiểu ra vấn đề, Tokizuki không còn nhắm vào những con chó nữa. Cậu lợi dụng các cú bắn trước đó để đánh lừa đối thủ, giả vờ ngắm vào chó để buộc Mun tiến lại gần. Khi Mun tiếp cận, Tokizuki bất ngờ xoay người và nhắm bắn từ một góc khác. Hắn nhận ra mình đã rơi vào bẫy, nhưng tự tin rằng ở vị trí này, việc bị bắn trúng là điều không thể xảy ra. Đã đứng bằng một chân để mở góc bắn và bắn thẳng vào họng đối thủ. Mũi tên trúng đích, khiến Sada muôn đau đớn và ngã ra sau. Trọng tài lập tức tính thêm 2 điểm cho Tokizuki, chỉ còn 3 điểm nữa là cậu có thể giành chiến thắng. Cả đám đông gieo hò trước pha lội ngược dòng ngoạn mục. Một người dưới quyền của Joji Shige cổ vũ nhiệt tình cho thiếu chủ, thậm chí còn hăng hái hơn cả ba người bạn đồng hành. Moon cảm thấy bị hạ nhục khi ngã ngựa, không thể chấp nhận thất bại trước Tokizuki. Hắn còn một mũi tên cuối cùng và quyết định lao thẳng tới cậu. Hắn nghĩ rằng Tokizuki sẽ chạy sang bên hông để bắn, nhưng không ngờ cậu chơi lớn, thúc ngựa nhảy qua đầu Moon rồi xoay người lại ngắm bắn. Tokizuki bắn một mũi tên chính xác vào đầu, ghi được 3 điểm và chính thức giành chiến thắng chung cuộc. Mọi người gieo hò không ngớt sau màn bắn cung đầy ấn tượng của Tokizuki. Và cậu cũng nhanh chóng nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để đáp trả việc Sadamun đã bắn vào tay một phụ nữ hôm trước. Theo đúng thỏa thuận từ ban đầu, Joji Shige yêu cầu Sada Moon và người của hắn phải rời khỏi Suwa ngay lập tức và cam kết không quay lại quấy rối nữa. Tuy nhiên, Sada Moon vẫn cay cú vì thua cuộc, không chấp nhận thất bại một cách dễ dàng. Hắn chế nhạo rằng cuộc săn chó này chỉ là trò chơi tiêu khiển và cảnh báo rằng sớm muộn gì đất đai của gia tộc Suwa cũng sẽ bị tịch thu. Rời đi trong nỗi nhục nhã, Sada Moon vẫn không thể hiểu nổi tại sao Joji Shige lại cho một thằng nhóc như Tokizuki tham gia cuộc thi quan trọng như vậy. Dù phong thái của Tokizuki giống hệt người của Mặc Phủ, nhưng nếu điều đó là sự thật thì chẳng khác gì tự thừa nhận thân phận trước kẻ thù. Trong khi đó, Joji gây điểm tĩnh nhận xét về điểm yếu của Sada Moon rằng hắn thấy quá nhiều, quá rõ nhưng đôi khi thứ trước mắt lại không thể nhìn thấu. Ông đã lên sẵn một kế hoạch để lợi dụng sự mù quáng của kẻ thù. Ông định tung tin đồn rằng có một thành viên của gia tộc Hoju đang lẩn trốn đâu đó trong nước. Trong thời gian đó, Tokizuki có thể tập trung phát triển kỹ năng cung thuật như kế hoạch ban đầu. Cảnh chuyển đến một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi nơi một người thầy và cũng là người cha sắp lìa đời đang truyền lại ý chí cho đứa con trai duy nhất của mình. Ông đã dành cả cuộc đời để mài dũa kỹ năng vì chúa công, nhưng cuối cùng lại bị nghi ngờ và đuổi đi. Trước khi qua đời, ông nhắn nhủ con trai rằng thứ duy nhất đáng tin trên đời này chính là tiền bạc. Người con ghen ba được dặn dò rằng từ nay trở đi, chỉ có tiền mới là đáng giá, và cậu phải sử dụng tài năng của mình để bán kiếm tiền. Quay trở lại thần xã của Joji Shige, Tokizuki, mặc dù là thiếu chủ, vẫn phải giả vờ như một người làm việc bình thường trong thần xã để tránh sự chú ý của kẻ địch. Cậu cùng những người bạn làm việc như thường lệ, và chẳng ai nghĩ rằng một thiếu chủ lại phải làm những việc vật vãnh như vậy. Thế nhưng, mọi thứ tưởng chừng yên ổn lại bị phá vỡ khi Sa Đa mun bất ngờ xuất hiện. Lần này, hắn mang theo chiếu chỉ của Thiên Hoàng. Dù mọi người trong thần xã cảm thấy rất cay cú, họ vẫn phải lắng nghe hắn đọc nội dung chiếu chỉ. Nội dung chiếu chỉ cáo buộc gia tộc Su đồng lõa với tàn dư của gia tộc Hô Dù. lãnh thổ của họ, từ hồ nước trở về phía Bắc, sẽ bị tịch thu, và trong vòng 10 ngày, họ phải rút toàn bộ thân binh về, nếu không tuân thủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Những người đứng đầu gia tộc Suwa rất phẫn nộ, không ai muốn nhường lại mảnh đất tổ tiên khai phá, nhiều người muốn đứng lên đấu tranh và sau khi bàn bạc, Joji Shige đồng ý nhưng cảnh báo rằng kháng chỉ đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của Thiên hoàng. Ông khuyên mọi người tạm thời rút lui và sẽ bàn bạc lại kế hoạch sau. Khi chỉ còn lại Tokizuki và Joji Shige, ông khen ngợi cái tên tổ thiếu đảng mà Tokizuki đã đặt cho nhóm của họ, cho rằng nó rất hợp với phong cách của họ ông đề nghị tiến cử một thân binh mới cho Tokizuki, người có thể giúp cậu trong những tình huống khó khăn. Người đó chính là Genba, tên trộm giỏi nhất mà ông từng biết. Joji Shige đưa ra một kế hoạch táo bạo, đó là nhờ Genba lẻn vào phủ của Sada Moon để ăn cắp chiếu chỉ của Thiên Hoàng. Ông giải thích rằng việc ban hành một chiếu chỉ từ Kio đến Suwa là việc tốn nhiều thời gian và công sức. Nếu cậu có thể cướp được chiếu chỉ đó, họ sẽ kéo dài được thời gian và tìm cách khác để giữ đất. Mặc dù kế hoạch này có vẻ hơi mất dạy, nhưng Joji Shige nhấn mạnh rằng trên con đường thống nhất thiên hạ chỉ có sự chính trực thôi là không đủ. Mojitaka có chút lo lắng khi thấy thần chủ Joji Shige lại để cho Tokizuki và ba đứa trẻ khác đi mời một tên trộm như Genma. Nhưng ông thần chủ thì chỉ cười nhẹ nói rằng nhìn vậy thôi chứ Tokizuki vẫn là con của một quân chủ. Sáng hôm sau, cả bốn người theo chỉ dẫn của Joji Shige lên đường đến một ngôi làng nhỏ không xa thần xã. Với tài ăn nói khéo léo của Shizuku, họ nhanh chóng bắt chuyện được với dân làng để hỏi thăm về người họ đang tìm. Người dân ban đầu vui vẻ đáp lời, nhưng ngay khi nghe đến cái tên Genba, cả làng bỗng nhiên biến mất, đóng chặt cửa lại, da trẻ lớn bé, thậm chí cả lũ gà cũng không thấy đâu nữa. Áp lực từ cái tên đó lớn đến mức ngay cả con vật cũng biết đường chạy trốn. Ngay lúc đó, một bóng dáng bí ẩn xuất hiện, người mà họ đang tìm đến, đeo chiếc mặt nạ hồ ly đáng sợ. Tokizuki chưa kịp hiểu gì đã bị dọa sợ đến mức tốc biến lên cây, nhanh như chớp. Genba nghe thấy tiếng gọi tên mình từ rất xa, lập tức tìm đến và hỏi họ đến đây có việc gì. Tokizuki giới thiệu bằng một cái tên giả và ngỏ lời muốn chiêu mộ Gen Ba làm thân binh riêng cho mình. Nghe xong, Gen Ba chỉ cười khẩy, biết thừa rằng người đang đứng trước mặt mình chính là thiếu chủ của Mạc phủ và không ngần ngại nói thẳng không biết bán thông tin này cho đám phản diện đang truy sát cậu sẽ được bao nhiêu tiền. Ba người bạn của Tokizuki tức tối, nhưng chưa kịp làm gì thì phát hiện rằng tiền trong túi của họ đã bị Gen Ba lấy sạch từ khi nào không hay. Cậu ta cười lớn, đưa ra giao kèo để giữ bí mật về thân phận của Tokizuki thì giá là 100 quan tiền. Mỗi nhiệm vụ cũng sẽ tính phí là 100 quan luôn. Cô và Azako nghe xong thì tái xanh mặt, vì con số đó quá đắt. Đã thế Genba còn cảnh cáo rằng nếu họ thiếu dù chỉ một xu, thì sẽ chẳng còn gì để giữ kỳ nữa. Genba nói rằng lời dạy từ cha là rất rõ ràng, muốn có tài nghệ của hắn thì hãy dùng tiền mà ràng buộc. Cậu ta nhìn Tokizuki, nhận ra cậu đang run rẩy, trông như một kẻ không còn giá trị gì nhiều. Tokizuki dù bất ngờ trước thái độ của Genba vẫn không hề nao núng. Cậu hỏi lại với giọng điềm tĩnh hắn chỉ cần có ngần ấy thôi sao. Nếu một ngày cậu lấy lại được tất cả, thì đất đai và quyền lực sẽ là phần thưởng cho những người trung thành. Cậu ta có thể trở thành một công thần khai quốc, sở hữu cả vùng lãnh thổ mênh mông. Thế mà cậu ta chỉ cần tiền thôi sao? Cậu còn khen hắn là một người tốt bụng. Nghe xong lời này, Genba ngơ ngác không biết phản ứng thế nào. Tokizuki vui vẻ tiến tới ôm lấy Genba, xem như đã thành công kết nạp được một người bạn mới. Xuống tới nơi, Shizuku cũng không bỏ lỡ cơ hội, rót mật vào tai Genba khuyên hắn đừng lo lắng về chi phí sinh hoạt, thân xã nhà cậu sẽ bao trọn gói. Kojizo cũng đến góp vui. Kích tướng rằng đây là canh bạc lớn nhất đời ngươi đấy liệu cậu ta có gan để chơi không thiếu chủ của mặc phủ ngỏ lời mời ngươi như thế này không phải là chuyện dễ có đâu nghe vậy Genba ba cảm thấy không khỏi ớn lạnh trước sự nham hiểm của nhóm này cậu ta đã dần có cảm tình với tokizuki và hỏi lại có phải cậu muốn nhờ hắn ăn trộm chiếu chỉ của thiên hoàng đúng không tokizuki gật đầu đồng ý nhưng với một điều kiện bên này tên sa mun đang đắm chìm trong sự cao hứng khi nghĩ rằng mình sắp chiếm trọn được đất đai của gia tộc suwa tuy nhiên bên ngoài phủ Gen 3 cũng đã có mặt chuẩn bị thực hiện kế hoạch táo bạo. Điều kiện của Gen 3 rất rõ ràng, đó là Tokizuki sẽ phải đi cùng. Gen 3 muốn chứng minh rằng thiếu chủ của Mạc Phủ không chỉ là một người có danh vọng, mà còn là một người chủ có trách nhiệm, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm cùng thần binh của mình. Việc đồng hành đến hang ổ của kẻ địch sẽ là cách để Tokizuki chứng minh điều đó. Theo thông tin mà Shizuku thu thập được, chiếu chỉ của thiên hoàng đang được cất giữ trong một căn phòng gần đó. Gen ba gật đầu hài lòng với thông tin này, nhưng không quên nhắc nhở Tokizuki rằng nếu bị phát hiện, cả hai sẽ bỏ mạng mặc dù tình hình căng thẳng những người bạn còn lại như azako và kojizo vẫn đang túc trực bên ngoài sẵn sàng lao vào ứng cứu nếu cần thiết azako cố gắng chấn an kojizo nói gen ba là người được joji shige đích thân tiến cử chắc chắn họ có thể tin tưởng cậu ta chiêu chỉ của thiên hoàng được khóa kỹ bằng ba tầng khóa nhưng với gen ba đó chỉ là trò trẻ con điều đáng lo duy nhất chính là hai tên lính canh vì không có khóa nào chắc chắn hơn người sống dù vậy gen ba vẫn đầy tự tin bật người nhẹ nhàng nhảy qua bức tường và xâm nhập vào bên trong phủ. Cậu ta còn không quên thách thức Tokizuki đi cùng mình, nhưng có vẻ Genba đã thách nhầm người, khuôn mặt dạng người với nụ cười tinh nghịch. Nhìn thấy thái độ đó, Genba cũng chỉ biết thở dài, nhưng rồi vẫn dẫn Tokizuki vào cuộc phiêu lưu trộm cắp này. Với tốc độ phi thường của mình, Tokizuki dễ dàng theo kịp Genba, khiến cả hai phối hợp vô cùng ăn ý trong khi thực hiện nhiệm vụ. Genba không quên kể về những chiến tích lẫy lừng của mình, lý do vì sao người dân làng lại sợ hắn đến mức như vậy. Có lần sau khi bị bùng tiền dù đã hoàn thành nhiệm vụ gen ba đã trả thù bằng cách trộm cướp đan sâu bọ rồi đổ nước tiểu vào nồi cơm của người kia nghe xong câu chuyện tokizuki chỉ biết im lặng không còn gì để nói tập trung dõi theo hành động nhanh nhẹn của gen ba trong lúc thực hiện nhiệm vụ bất ngờ giọng của sada Moon vang lên làm tokizuki lo sợ sẽ bị lộ tẩy nhưng hóa ra đó không phải là sada Moon thật mà chỉ là gen ba đã hóa trang và giả giọng để dọa hai tên lính canh cả hai tên lính hoảng sợ bỏ chạy để lại con đường vào phòng chiếu chỉ chống trải Gen Ba nhanh chóng đột nhập vào phòng, lấy chiếu chỉ một cách dễ dàng, nhưng không dừng lại ở đó, Gen Ba còn muốn trêu Tokizuki một phen nữa. Biết rằng Tokizuki lúc nãy đã có phần nghi ngờ mình, cậu ta liền biến hình thành Tokizuki để hù cậu một trận, khiến Tokizuki giật mình. Cả hai đang đùa giỡn thì bất ngờ một tên lính tai thính nghe thấy động tĩnh và nhanh chóng ra lệnh cho quân lính chuẩn bị bao vây phủ để bắt kẻ trộm. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Gen Ba ngay lập tức báo cho Tokizuki biết rằng họ đang bị bao vây và tốt nhất là nên rời đi ngay lập tức. Trước khi đi Gen Ba không quên nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của hắn là ăn trộm, không phải làm bảo vệ, nên nếu cậu bị bắt thì đừng có trách mình. Ngược lại cậu nhanh chóng bật chế độ nghiêm túc, chuẩn bị cho một pha tẩu thoát ngoạn mục. Bên ngoài, tình hình đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi xúc phu tên thuộc hạ có đôi tai siêu thính và trung thành nhất của Sa Damun, cùng lúc đó Gen Ba đã nhanh trí phá mái nhà kéo Tokizuki chui ra cùng. Họ dùng pháo sáng để che mắt địch rồi nhanh chóng trèo qua tường, chạy ra ngoài. Dù tình hình có vẻ hỗn loạn, xúc Fusa với thính giác phi thường của mình vẫn có thể phân biệt được âm thanh từ xa từ đó xác định hướng chạy trốn của Tokizuki và genma mặc dù bắn cung không giỏi như sa nhưng xúc sa vẫn đủ nguy hiểm để đe dọa họ ngay sau đó quân lính ồ ạt đổ ra ngoài truy lùng hai kẻ trộm azako và kojizo nhận ra ám hiệu từ genba nhanh chóng hành động để thu hút sự chú ý của lính canh xúc Fusa dựa vào đôi tay nhạy bén phát hiện rằng tiếng vó ngựa mà hai người kia tạo ra không phải của những kẻ trộm liền bỏ qua hướng đó điều đó chứng tỏ bọn trộm vẫn còn nấp đâu đó gần đây rồi nín thở để tránh bị phát hiện khả năng phân biệt âm thanh đáng sợ của hắn kết hợp với thị giác sắc bén của sadamun đã tạo nên một cặp đôi hủy diệt trong việc săn lùng kẻ thù gen ba hiểu rất rõ về khả năng phong nhĩ của xúc phu sa điều này làm cậu ta không khỏi lo lắng đêm đen hoàn toàn vô dụng trước tên này khi mà ngay cả ảo thuật thị giác của gen ba cũng trở nên vô hại nếu cứ tiếp tục thế này kiểu gì họ cũng sẽ bị phát hiện trong giây phút đó gen ba bắt đầu nghĩ đến việc bỏ chạy một mình rốt cuộc mục tiêu ban đầu của đám lính chỉ là Tokizuki, hơn nữa khi bước vào phòng, Genba nhận ra Tokizuki vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, và nếu đã vậy, có lẽ cậu ta nên để mọi người nghĩ rằng mình thật sự là kẻ bỏ rơi. Khi Genba định bước đi, bất ngờ Tokizuki nhận ra rằng họ đang bị bao vây trong tầm nguy hiểm. Dù là Genba, khi bước trên cỏ cũng sẽ để lại một chút rung động, và đúng như dự đoán, thuật phong nhĩ của Phu Sa nhanh chóng bắt được tín hiệu, hắn liền lao tới, vung kiếm chém thẳng vào hướng của họ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nguy hiểm Tokizuki đã đứng ra che chắn cho Genma. Tokizuki bị thương nhưng vẫn kiên quyết không gục ngã, cố gắng chấn an mọi người rằng mình ổn. Điều khiến Genba thực sự ngạc nhiên không phải là sự dũng cảm của Tokizuki, mà là tại sao cậu ấy lại sẵn lòng giúp đỡ mình, trong khi chính Genba đã dự định bỏ rơi cậu ấy. Tokizuki vẫn mỉm cười và giải thích rằng đây là cách cậu xin lỗi vì đã nghi ngờ Genba trước đó. Không xa đó, Sada Moon đang say ngủ thì nhận được tin báo về cuộc truy bắt. Hắn lập tức tỉnh dậy và lao đến hiện trường. Xúc phu như cảm nhận được tín hiệu từ đồng đội, nhanh chóng xuất hiện, hai tên cùng hợp lực tạo nên một cặp đôi truy lùng đáng sợ nhất. Tính cách của Sa có chút kỳ quái, nhưng hắn rất tài giỏi trong việc hoàn thành nhiệm vụ và vì thế Sadamun không bao giờ tính toán. Về phần Tokizuki, sau khi bị thương và mất huyết khá nhiều, cơ thể cậu bắt đầu có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên, tình thế đột ngột thay đổi khi một mũi tên lao tới với độ chính xác tuyệt đối. May mắn là Tokizuki đã kịp né tránh, nhưng không thể phủ nhận đây chính là cung thuật điêu luyện của Sadamun kết hợp cùng thuật phong nhĩ của sa dù trời tối và có nhiều chướng ngại vật, nhưng sự kết hợp nguy hiểm giữa hai tên này khiến mũi tên vẫn bắn chính xác với uy lực mạnh mẽ, đủ sức bắn tan thân cây. Thấy Tokizuki mất huyết quá nhiều, Gen 3 bắt đầu lo lắng. Cậu sợ Tokizuki sẽ không thể né được những mũi tên tiếp theo nên đã quyết định chơi lớn một lần. Ở đằng xa, Sadamon và sa vẫn đang kiên nhẫn dò tìm âm thanh. Chiêu này của họ đã hạ gục biết bao kẻ địch nên cả hai vô cùng tự tin. Trong khi sa đang điều chỉnh hướng ngắm dựa trên thính giác thì Gen 3 bất ngờ xuất hiện, làm thay đổi tình thế. Dù Genba nổi tiếng là kẻ trộm vô tâm, nhưng lần này cậu ta quyết định trả ơn Tokizuki. Genba khéo léo lợi dụng tiếng chim trong rừng để làm nhiễu loạn khả năng phong nhĩ của Sa. Dù không giỏi trong việc ra tay với người khác, nhưng khi nói đến thuật biến hóa và mưu kế, dù Sadamun có thể nhìn thấu chuyển động, nhưng mỗi lần bắn cung, hắn lại trượt mục tiêu. Đã vậy, Genba còn khiến Sadamun ngu người khi cậu ta biến mặt mình thành Sa. nhân lúc đó, Genba khéo léo cắt đứt dây cung của Sadamun trong lúc tránh né, ba đã răng dây khắp nơi tạo nên một cái bẫy chỉ đủ để ngựa đi qua biết đối thủ đã không còn khả năng nguy hiểm Gen ba tiến tới ném thêm một chiêu cuối để chọc tức kẻ thù cậu nói dối rằng nhà kho chứa chiếu thư và các văn kiện quan trọng đã bị đốt sạch xung quanh ngọn lửa màu tím huyền bí bốc lên bao phủ cả căn cứ Gen ba cười nói giấy tờ không phải thứ để trộm mà là thứ để đốt cho nó nhanh nghe vậy Sada Mun tức giận đứng hình trong giây lát rồi nhìn về căn cứ của mình phòng chứa văn thư đã chìm trong biển lửa và hắn không thấy dấu vết của Gen ba đâu nữa xúc phu sa với thính giác nhạy bén không thể nghe thấy tiếng bước chân của gen ba chỉ nhận ra tiếng động từ đội cứu viện đang đến giải cứu tokizuki tình thế đã quá muộn cây cung bị hỏng và cả kế hoạch săn đuổi đã tan thành mây khói toàn bộ đây đều là cái bẫy tinh vi mà gen ba răng ra để đánh lừa bọn chúng nhưng tokizuki dù mệt mỏi vẫn mỉm cười khen ngợi nếu không có gen ba cậu đã bị bắt rồi chính cậu ta đã cứu mạng mình không chỉ không trách móc tokizuki còn cảm thấy vui vẻ và phấn khích dù gen ba khi có dịp thì chơi tiếp những trò mạo hiểm này Nghe những lời đó, Gen Ba nhớ lại lời dặn của cha mình trước lúc lâm nguy. Ông đã từng nói rằng đừng bao giờ tin tưởng ai, nhưng nếu một ngày Gen Ba phụng sự cho một chúa công mà mình tin tưởng, thì hãy chắc chắn kiếm thật nhiều tiền cho ông. Sau đó cậu ta còn đề nghị lập khế ước phụng sự cho Tokizuki với cái giá là một vùng đất rộng lớn sau khi Giang Sơn được đòi lại. Gen Ba còn đe dọa sẽ không tha cho kẻ nào bùng tiền. Nếu cậu không trả nổi, thì món nợ này sẽ chuyển xuống cho con cháu của cậu. Tokizuki nghe vậy liền cười lớn, nghĩ rằng gen ba sẽ tiếp tục chơi trò đuổi bắt với cả con cháu của mình ngày hôm sau mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán đám người do Súc phu sa dẫn đầu đã tới suwa để đòi đất nhưng kế hoạch của chúng nhanh chóng sụp đổ khi không có chiếu chỉ từ thiên hoàng để chứng thực yêu cầu của mình còn sa Damun, hắn vô cùng cay cú khi nhận ra cơ hội chiếm đất đã tụt khỏi tay mình hắn tính rằng chỉ cần một tháng nữa chiếu chỉ mới sẽ được gửi đến thiên hoàng đã ra lệnh tạm ngừng phát chiếu chỉ mới thực tế điều này là do kế hoạch tài tình của joji shige ông đã tung tin đồn khắp nơi Khiến các thế lực tham lam đều đổ về Kyoto để tranh công lao tiêu diệt Mạc phủ. Từ đó, những kẻ chỉ muốn lấy lợi đều tìm cách khai man công trạng để nhận phần thưởng. Khi số lượng người tham gia quá đông, việc điều tra từng người trở nên không khả thi. Cuối cùng, Thiên hoàng ra lệnh ngừng phát chiếu chỉ và giữ nguyên hiện trạng. Sadamun, khi cầm trên tay tờ giấy từ Thiên hoàng, chỉ biết tức tối đến mức muốn ói tiết. Tất cả kế hoạch của hắn đã sụp đổ. Trong khi đó, tại Suwa, cả gia tộc đang ăn mừng chiến thắng khi giữ được mảnh đất tổ tiên. Mọi người đều phấn khởi hiểu rằng dù đây chỉ là chiến thắng tạm thời, nhưng đó là một bước quan trọng. Joji Shige cũng chúc mừng Tokizuki vì đã chiêu mộ được một thân binh đáng tin cậy như Genma. Dù tính cách của Genba có phần bựa bẩn, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cậu ta là chiến lược gia tài ba nhất của đội. Mọi người trong nhóm giờ đây đã có lòng tin vào Genba, và ngay cả cô cũng nghĩ rằng, với kỹ năng của mình, Genba có thể đột nhập vào nơi ở của Takaji để thủ tiêu hắn. Tuy nhiên, Jojishige bác bỏ ý tưởng đó ngay lập tức. Ông biết rõ rằng Takaji không phải kẻ dễ đối phó sau khi trở thành thân cận của thiên hoàng takaji liên tục bị ám sát bởi những người thân cận của con trai thiên hoàng nhưng tất cả đều thất bại không một kẻ nào có thể lấy mạng hắn trong ngày hôm đó takaji chỉ đi ra ngoài với rất ít quân lính con trai thiên hoàng đã dự đoán rằng một ngày nào đó takaji sẽ phản bội và quyết định diệt trừ hắn trước nhưng dù đối diện với đám quân ô hợp được tập hợp gấp rút takaji vẫn không hề nao núng với đôi tay sắt đá của mình hắn giải quyết từng tên một cách dễ dàng như nhổ cỏ hắn đi tới đâu đầu rơi huyết chảy tới đó và chỉ trong thoáng chốc Takaji đã dọn dẹp sạch đám lính đánh thuê mà Thiên Hoàng đã thuê để kết liễu hắn, điều này càng khẳng định rằng trực giác của con trai Thiên Hoàng là đúng. Takaji thực sự là một con quái vật không nên tồn tại. Quân lính của Thiên Hoàng bị tiêu diệt hoàn toàn và cánh tay phải của Takaji chỉ đứng từ xa quan sát. Sau khi tiêu diệt hết quân lính, Takaji quỳ xuống trước con trai của Thiên Hoàng, mong nhận được sự tin tưởng. Màn trình diễn của hắn xuất sắc đến mức khiến những người xung quanh lao tới hỏi han, lo lắng cho hắn, dù trước đó họ từng đứng về phía con trai Thiên Hoàng. Điều này khiến con trai Thiên Hoàng sốc nặng khi nhận ra rằng Takaji không chỉ có võ lực phi thường mà còn có sức hút không tưởng. Những người từng ủng hộ mình giờ đã bị thuần hóa bởi tên quái vật này. Hoàng tử còn thấy xung quanh Takaji như có một thứ gì đó không phải con người đang ngọ ngoại. Khi Tokizuki nghe câu chuyện này từ Joji Shige, cậu không thể tin nổi. Kẻ mà họ sắp đối đầu không chỉ có sức mạnh không thể bị kết liễu, mà còn có sức hút khiến những người xung quanh bị mê hoặc. Joji Shige hỏi Tokizuki đã sẵn sàng đối đầu với kẻ ngự trị trên đỉnh cao đó chưa? Nhưng chưa kịp trả lời, Azako đã chạy tới thông báo rằng thằng ngốc Genba đang gây rối. Sau khi uống say, Genba đã nhảy nhót khắp phòng và thậm chí còn sờ mông vũ nữ. Kojizo dù bó tay trước tính cách ngang bướng của Genba, cũng phải chạy đi cùng Tokizuki để bắt cậu ta lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Trước khi lên đường, Tokizuki không quên tâm sự với Roji về cảm giác bất lực khi so sánh bản thân với Takaji. Cậu thừa nhận rằng mình còn kém xa đối thủ, nhưng cậu quyết tâm không bỏ cuộc. Nhìn thấy sự quyết tâm và niềm vui từ Tokizuki và mọi người, ông chú hài hước cũng cảm thấy nhẹ lòng. Điều mà ông hy vọng nhất lúc này là Tokizuki có thể thu nạp thêm nhiều thân binh tài giỏi, và khi đó, ngày khôi phục mạc phủ sẽ không còn xa. Thời điểm hiện tại là đầu xuân năm 1334, tại vùng đất thuộc gia tộc Suwa, đã nửa năm kể từ khi Tokizuki chuyển đến vùng đất này sinh sống, và đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội đón mùa xuân cùng đồng đội tại một nơi xa lạ như thế này. Nhằm tạo bất ngờ cho Tokizuki, cả nhóm đã dẫn cậu đến một hồ nước lớn, nơi mặt hồ đã bị đóng băng hoàn toàn. Vào mùa đông, Hồ Suwa trở thành sân chơi tự nhiên, nơi mọi người có thể chạy nhảy và vui đùa trên mặt băng. Cả nhóm cùng nhau tham gia trượt tuyết, tạm quên đi những âm mưu báo thù để tận hưởng không khí vui tươi của mùa xuân. Trong khoảng thời gian này, tình hình binh biến tại các nơi cũng tạm lắng xuống, bởi không ai muốn mở màn chiến sự ngay trong những ngày đầu xuân. Roji Shige lại không thể thoát khỏi nỗi lo sợ thầm kín, ông tỉnh giấc với nỗi lo ngại lớn lao, khi nhận ra rằng khả năng tiên đoán tương lai của mình đã suy yếu. Cùng lúc đó, chuyển cảnh sang phủ của Tokizuki nói tiếp. Nơi hắn đang chào đón một tên tướng cướp khét tiếng với mục tiêu chiêu mộ kẻ này về phụng sự cho mình. Kế hoạch của Sadamun là dùng hắn để chiếm lấy vùng đất màu mỡ của gia tộc Suwa. Điều đáng sợ nhất ở Suken không chỉ là sự tàn ác, mà còn là thói quen nuôi một bầy kiến trong cơ thể hắn. sa khi nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của Suken, không khỏi dùng mình tự hỏi liệu việc để một kẻ nguy hiểm như vậy tham gia có phải là quyết định đúng đắn. Sadamun cũng biết rằng Suken là một kẻ khó kiểm soát, nhưng trong hoàn cảnh thiếu nhân tài hiện tại, hắn buộc phải chấp nhận. Trong khi đó, gia tộc Suwa cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Dù họ vừa chiêu mộ được Gen ba nhưng lại thiếu những chiến lược ra giỏi để đối phó với tình hình căng thẳng. Trong lòng Joji Shige, ông chỉ mong sao vào lúc này đừng có chuyện gì lớn xảy ra. Tuy nhiên, suy nghĩ đó vừa thoáng qua thì ngay lập tức Tokizuki muốn xin phép đi trinh sát, khiến ông chú Tấu Hải bắt đầu lo sợ. Điều tồi tệ nhất lại đang chuẩn bị diễn ra, khi ông nghĩ thiếu chủ có thể sẽ đụng phải kẻ địch. Mấy người khác lại ủng hộ Tokizuki nhiệt tình, vì tổ đảng của cậu đang được coi là đội quân mạnh nhất tại Suwa hiện nay. Dù vậy, Rojisige cố gắng can ngăn, nhưng ông không dám thổ lộ về điểm yếu của mình, đó là việc đã mất đi khả năng tiên đoán tương lai. Tokizuki cũng đưa ra lý do rằng nhóm của cậu toàn là những người trẻ, ít bị nghi ngờ và với tài chạy trốn của mình, không ai có thể đuổi kịp được. Riêng Rojisige thì không như vậy, ông biết rằng, mất đi khả năng tiên đoán, bản thân chỉ còn là cái vỏ rỗng không có giá trị. Thế nhưng, trước sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, Rojisige đành phải chấp nhận cho họ đi, sau đó cả nhóm chào tạm biệt và quay về chuẩn bị hành trang cho chuyến đi dài. Cô Jizo thì đề xuất chỉ mang những thứ nhẹ nhàng như tiền và thực phẩm đủ cho vài ngày. Genba thì chỉ hứng thú với tiền. Shizuku không quên mắng cậu ta về việc không nên lãng phí tiền và gạo, rồi quay lại nhìn bố mình, người đang chuẩn bị cả một xe bò đầy tài nguyên. Joji Shige bất ngờ trốn dưới gầm xe, khiến Tokizuki giật mình hoảng sợ. Shizuku không nhịn được cơn tức, mắng ông một trận ra trò, nhưng ông chú chỉ biện minh rằng sợ thiếu chủ đói thì gia tộc sẽ diệt vong. Tuy nhiên, cả nhóm quyết định từ chối vì mang theo nhiều như thế chắc chắn sẽ thu hút cướp thay vào đó mỗi người chỉ mặc một bộ quần áo chống lạnh do shizuku tự tay lót thêm bông khi ra tới cửa joji shige đã chuẩn bị sẵn một đống áo ấm hàng hiệu dành riêng cho tokizuki đôi mắt ông tràn đầy lo lắng nhìn về phía cậu tokizuki chẳng hiểu nổi vì sao ông chú lại trở nên kỳ lạ như vậy shizuku giải thích rằng thi thoảng bố cô lại như thế trông rất bất an như đang lo sợ điều xấu sắp xảy ra trước đây khi mới quen biết ông Tokizuki cũng cảm thấy không thoải mái với lối cư xử hài hước này, nhưng giờ đã thân thiết hơn nên cậu cũng thấy vui vẻ hơn khi thấy Rojici tấu hải. Nhóm của Tokizuki cưỡi ngựa lên đường, mất gần nửa ngày thì họ mới đến làng Nakazama, nằm ở biên giới phía bắc của gia tộc Suwa. Lúc này trời đã sập tối, thời điểm lý tưởng để cả nhóm bắt đầu công việc do thám. Shizuku đã chuẩn bị đầy đủ bản đồ và nhắc nhở lại kế hoạch hành động. Vì khu vực biên giới này thông tin rất hạn chế, cô đề nghị cả nhóm sử dụng thân phận Suwatasa để dễ dàng thăm hỏi người dân. Bất ngờ thay, Nhóm Tokizuki bị tấn công bởi một kẻ dùng song kiếm cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh của hắn đủ để đấu ngang ngửa với Kojizo và Azako, thêm vào đó, xung quanh còn có nhiều kẻ khác xuất hiện, làm cho tổ thiếu đảng rơi vào tình huống nan giải. Họ không ngờ rằng người trong làng lại hung hãn như vậy. Kẻ sử dụng song kiếm có cách đánh rất quái dị, mỗi đường kiếm của hắn đều khiến người bên này hoa mắt. May mắn thay, những người khác không tham gia vào trận chiến, để Kojizo và Azako phải đối mặt với một đối thủ vượt trội. Tokizuki thực sự kinh ngạc trước tài năng của đối thủ trẻ tuổi này. Còn quá trẻ mà đã là cao thủ. Dù nhóm Tokizuki cũng toàn những người tài giỏi, nhưng lần này họ đã gặp phải kẻ địch còn đáng gờm hơn. Thực sự, trong suốt thời gian vừa qua, Kojizo và Azako đã tiến bộ vượt bậc, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với nửa năm trước. Tốc độ và sức mạnh của họ gần như khác hoàn toàn, phần lớn là nhờ quá trình luyện tập với Tokizuki. Tuy nhiên, thực chất Kojizo và Azako thường chấp Tokizuki để cậu có thêm động lực luyện tập mà không nản chí. Chỉ trong những tình huống căng thẳng, nguy cấp như hiện tại, họ mới bộc lộ toàn bộ kỹ năng thực sự của mình cả hai bên đã giao đấu đến 500 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Tokizuki cảm thấy xấu hổ khi nhận ra rằng mọi lần cậu chiến thắng đều là nhờ được nhường. Thực tế, động lực để Kojizo và Azako trở nên mạnh mẽ hơn bắt nguồn từ chính Joji Shige. Ông chú Tấu Hải đã thấy trước tương lai rằng nếu hai người này không đủ mạnh, họ sẽ không thể bảo vệ Tokizuki được. Nếu phải đối đầu với những kẻ mang dị năng như Sada hay Sukfusa, thì chắc chắn cậu ta sẽ gặp nguy hiểm lớn. Chưa kể đến Takaji, kẻ thù đáng sợ nhất của họ, hiểu rõ điều này, cô Jizo và Azako đã không ngừng rèn luyện ngày đêm trong suốt nửa năm qua. Nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt của họ, Tokizuki cũng nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ đủ khả năng đấu kiếm ngang hàng với hai người bạn này. Đúng lúc này, một điều bất ngờ xảy ra khi đối thủ của họ dừng tay ngay khi nhìn thấy Shizuku. Hóa ra, đối phương chính là Fubuki, một kiếm khách lang thang hơn họ vài tuổi. Cậu ta quỳ xuống xin lỗi vì đã vô lễ với ân nhân của mình vì không nhận ra Shizuku từ ban đầu. Lý do Fubuki tấn công nhóm Tokizuki là do cảm nhận được khí tức hoang dã từ Kojizo và Azako. Ba ngày trước, cậu ta đã đến ngôi làng này, nơi đang bị toán cướp tấn công. Fubuki đã giúp tiêu diệt được ba nhóm cướp nhỏ, nhưng quân số của chúng vẫn còn rất đông và nguồn lương thực trong làng thì đang cạn kiệt. Thực tế, khi Fubuki đến, toàn bộ người lớn trong làng đã chết, chỉ còn lại những đứa trẻ cầm đuốc giả vờ như người lớn để dọa kẻ thù. Những đứa trẻ này đã dũng cảm chiến đấu để bảo vệ làng và Fubuki, người đã dạy chúng một vài kỹ năng chiến đấu cơ bản không thể nào chống lại ba nhóm quân lớn mà không có sự giúp đỡ của chúng. Fubuki không chỉ là một kiếm khách tài ba mà còn có khả năng phát hiện và nuôi dưỡng tiềm năng của người khác. Cậu ta đang chờ đợi một vị quân chủ có thể nhận cậu về phụng sự. Khi nghe điều này, đôi mắt của Tokizuki sáng lên, nhưng cậu không vội vàng đưa ra lời mới ngay lập tức. Trở về ngôi làng, nhóm của Tokizuki chứng kiến cảnh tài sản bị cướp sạch, xác người nằm la liệt chưa được chôn cất và lũ trẻ trong làng phải chịu cảnh mất hết cha mẹ. Ngôi làng này, tuy nhỏ bé nhưng lại có vị trí chiến lược quan trọng với gia tộc Suwa. Fubuki đã ở đây một thời gian và hiểu rõ điều đó. Ngôi làng tuy có ít người, nhưng với địa hình hiểm trở, rất khó để công phá. Nếu có khoảng 100 võ sĩ đóng quân tại đây, thì không một kẻ thù nào dám tấn công. Fubuki đã giải thích về kế hoạch của tổ chức Sazuka, muốn chiếm đóng ngôi làng này để từ đó mở rộng tấn công vào các vùng khác của gia tộc Suwa. Tên tướng cướp khét tiếng Suken chính là kẻ đứng đầu kế hoạch này. Mặc dù Fubuki ăn uống vô cùng nhiều, nhưng cậu ta lại rất tài giỏi và vì điều này nên không ai phản nàn gì. Cậu ấy có tài năng, nhiệt huyết và đặc biệt quý trẻ con. Fubuki đã liều mạng bảo vệ ngôi làng và dạy cho lũ trẻ cách chiến đấu để chúng có thể tiếp tục sống sót. Tokizuki, sau khi chứng kiến tất cả đã đưa ra quyết định của mình, nếu có thể mời Fubuki trở thành thân binh, cả đội sẽ không chỉ có thêm một người tài năng mà còn có thể học hỏi được nhiều kỹ năng quan trọng khác từ cậu ấy. Shizuku cẩn trọng nhắc nhở rằng có lẽ bố cô đã nhìn thấy một tương lai bất lợi nên mới cố gắng ngăn cản cả nhóm rời đi. Hiện tại, tình hình trong làng đang vô cùng căng thẳng và vì thế, Shizuku đề xuất rằng mọi người nên tạm rời khỏi làng. Tuy nhiên, Fubuki từ chối ý tưởng này, khẳng định rằng cậu ta sẽ ở lại bảo vệ ngôi làng vì lo sợ băng cướp có thể tấn công bất ngờ lần nữa. Tokizuki liền hỏi Fubuki liệu họ có thể cùng chiến đấu không, và tất nhiên Fubuki đồng ý ngay lập tức. Ở một nơi khác, Suken và đội quân của hắn vừa cướp phá thành công một ngôi làng khác. Bọn chúng không tha mạng cho bất cứ ai và hiện tại đang lên kế hoạch tấn công ngôi làng nơi Tokizuki đang trú ngụ. Fubuki đã bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch tác chiến với nhóm của Tokizuki. Sau khi hiểu rõ tình hình, Shizuku và Azako quyết định xuống ngôi làng dưới chân núi để mượn thêm binh lính, bởi lực lượng hiện tại của họ không đủ để chống lại băng cướp hung tợn này. Genba được giao nhiệm vụ trở về Suwatasa để kêu gọi viện quân, vì cậu ta nổi tiếng với tốc độ chạy nhanh, chỉ thua Tokizuki một chút. Vì biết Fubuki là một chuyên gia trong việc huấn luyện, Tokizuki không ngại ngần ngỏ ý nhờ đàn anh giúp đỡ trong việc rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Sáng sớm hôm sau, khi xương còn chưa tan hẳn, Tokizuki và Fubuki đã bắt đầu thử sức với nhau. Fubuki trực tiếp lao vào tấn công bằng kiếm gỗ, nhưng Tokizuki có thể dễ dàng né tránh tất cả các đòn tấn công. Fubuki khen ngợi khả năng chạy trốn siêu việt của Tokizuki, nhưng cũng không quên chỉ trích rằng khi cậu chuyển sang tấn công thì lại không đủ lực. Fubuki trêu chọc, chém như đuổi ruồi thế này thì làm sao mà đòi học kiếm thuật. Dù vậy, Tokizuki vẫn đánh giá cao khả năng chỉ dạy của Fubuki. Tokizuki thổ lộ rằng mình không muốn cả đời chỉ là người được bảo vệ mà mong muốn tự mình chiến đấu và bảo vệ những người khác. Hiện tại cậu đang dùng tên giả là Chozumazu. Đóng vai anh trai của Shizuku, nhưng Fubuki cảm nhận rõ mối quan hệ giữa họ không đơn giản như thế. Các tân binh khác cũng thể hiện sự kính trọng và trung thành với Tokizuki, điều này càng khiến Fubuki nghi ngờ cậu có thân phận cao quý. Fubuki nhớ lại một loại kiếm thuật đặc biệt mà cậu đã từng học, rất phù hợp với khả năng chạy trốn của Tokizuki. Quỷ tâm Phật đao là một kiếm pháp hiếm có, kết hợp giữa sự từ bi và tàn nhẫn. Điểm yếu của nó là chỉ hiệu quả khi đối đầu một đối một, nhưng nếu Tokizuki học được, cậu có thể trở thành một chiến binh bất bại trong những trận đấu cá nhân. Fubuki quên mất phần kết của kiếm pháp, quyết định bắt đầu dạy cho Tokizuki cách sử dụng ngay lập tức. Theo dự đoán của Fubuki, quân địch sẽ tấn công vào ngày mai, vì vậy Tokizuki cần phải thuần thục được kiếm pháp quỷ tâm Phật trong thời gian ngắn này. Đêm hôm ấy, ánh trăng chuyển sang sắc đỏ rực như một dấu hiệu báo trước cho trận chiến đẫm máu và khốc liệt sắp sửa diễn ra. Băng cướp dưới trướng của Suken cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, chúng bao vây khắp các ngả đường, không để bất kỳ ai có cơ hội chạy thoát. Fulan một trong những kẻ cầm đầu băng cướp, thắc mắc hỏi Suken tại sao lại chọn tấn công từ đỉnh núi hiểm trở. Hắn bình tĩnh giải thích rằng mục tiêu của hắn là giảm thiểu tổn thất cho phe mình. Đội quân của Suken hoạt động giống như một đàn kiến khổng lồ, với chiến lược và tổ chức bài bản. Chúng chiến đấu với kinh nghiệm dày dặn, sau nhiều năm kinh qua sinh tử. Đó là những gì Suken đã truyền dạy cho thuộc hạ của mình. Phải tấn công như đàn kiến háu ăn, mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn thể xác. Khi cuộc tấn công bắt đầu, cả băng cướp lao lên phía trước như một cơn sóng dữ. Chúng không ngờ rằng trên đỉnh núi có một đội cung thủ đã mai phục sẵn những mũi tên lao xuống dồn dập từ trên cao khiến băng cướp không thể trèo ngược lên mà chỉ có thể tiến về phía trước trong tình thế bị dồn ép trận chiến lấy ít địch nhiều này làm suken không ngừng đánh giá tình hình hắn biết quân số của địch ít ỏi nhưng không vì thế mà giảm quyết tâm tiến công trong làng fubuki đang kiểm tra các bẫy do đám trẻ trong làng tạo ra mùa đông đến nước nhanh chóng đóng băng và tối hôm qua họ đã tạt nước lên mặt đất kế hoạch này khiến đám cướp gặp khó khăn khi di chuyển tạo cơ hội cho cung thủ dễ dàng nhắm bắn chiếc bẫy đầu tiên đã phát huy tác dụng làm giảm đáng kể số lượng quân địch. Cung thủ trên núi cũng bắt đầu xuống tấn công từ hai hướng, khiến đội hình của băng cướp rơi vào thế bị kẹp chặt. Không cần nói nhiều, Suke lạnh lùng ra lệnh cho đàn em dùng chính xác chết của mình làm cầu bắc qua các hồ bẫy. Fubuki không đứng ngoài cuộc, cậu nhanh chóng ra tay điều khiển trận chiến một cách hợp lý, chỉ đạo các cung thủ trèo lên mái nhà để tránh bị tiếp cận. Điều này khiến băng cướp không thể làm gì, bởi chúng không có cung thủ. Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn đang đến gần khi những kẻ đáng lo ngại nhất của băng cướp bắt đầu xâm nhập vào làng. Ba kẻ dẫn đầu không phải những binh lính thông thường mà là những sát thủ đầy kinh nghiệm. Phía trước, Suken đã tiến vào an toàn. Fubuki nhìn thấy sức mạnh của đám này mà không khỏi cảnh giác, đặc biệt là Suken, kẻ đang điều khiển trận chiến từ xa với những mệnh lệnh vô cùng hiểm độc, khiến quân ta gặp bất lợi. Biết rằng Suken chính là đại tướng của bọn chúng, Fubuki không vội tham chiến mà để jizo và Azako cặp đôi song sát đảm nhiệm việc này. Họ âm thầm tiếp cận từ phía sau, sử dụng bom khói để đánh lạc hướng và thành công hạ gục một tên, sau đó chia rẽ hai tên còn lại khỏi chủ tướng. Kojizo và Azako lao vào tấn công, nhưng họ chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với những kẻ mặc giáp toàn thân, nên trận đấu trở nên khó khăn. Nhận thấy cặp đôi này chưa từng đối mặt với những kẻ được trang bị giáp toàn thân, tên địch bắt đầu chế giễu. Hắn biết rõ rằng kiếm thuật của những kẻ mặc giáp như hắn chỉ có vài điểm yếu, những khoảng hở rất nhỏ, nhưng lại dễ dàng chống đỡ khi đối thủ nhắm vào. Với vẻ tự mãn, hắn nói rằng mình sẽ không giết trẻ con, chỉ đơn giản cắt gân chân để chúng trở thành nô lệ mà thôi. Thấy tình hình không ổn, cặp đôi song sắt quyết định thực hiện theo kế hoạch ban đầu họ giả vờ chạy trốn dụ suken đuổi theo quả đúng như dự tính suken lập tức lao theo bởi hắn nghĩ giá trị của hai người họ lên tới ba quan tiền đây chính là cái bẫy của cô jizo và azako dẫn dụ suken đến chỗ tokizuki để chuyển trận chiến thành một cuộc đấu tay đôi giữa thiếu chủ và đại tướng hoàn thành nhiệm vụ Kojizo và azako nhanh chóng rút lui mà không hề lo lắng cho tokizuki nếu là trước đây họ có lẽ đã chọn ở lại chiến đấu nhưng sau khi chứng kiến khả năng mới của thiếu chủ họ tự tin để cậu đối đầu một mình ở phía ngoài Fubuki cũng bắt đầu hành động, chuẩn bị đối đầu với hai tên phó tướng của Suken, tự tin hỏi chúng ai sẽ là người bỏ mạng dưới tay mình. Khi Suken tiến vào khu vực đã được bày sẵn bẫy, hắn nhận ra mình đã rơi vào kế hoạch của đối phương, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. Hắn chế giễu rằng chiến thuật phòng thủ của phe ta khá tốt, và nếu đối đầu với kẻ khác, có lẽ họ đã thắng, nhưng tiếc rằng đối thủ của họ lại là hắn, một kẻ không dễ bị đánh bại. Suken gọi Tokizuki là hai quan tiền và hỏi xem cậu có thật sự định chiến đấu với mình không. Trong đầu Suken hắn đã bắt đầu suy tính cách bán Tokizuki với giá cao nhất có thể. Hắn hỏi cậu liệu có phải tất cả người lớn trong làng này đều chết dưới mệnh lệnh của mình không? Và khi nghe được câu trả lời khẳng định, hắn bật cười đầy tự mãn. Suken giải thích rằng việc tha mạng cho phụ nữ chỉ là để thỏa mãn bản thân, nhưng nếu kết liễu tất cả và bắt con cái của họ làm nô lệ, cảm giác thỏa mãn sẽ kéo dài mãi. Hắn muốn nhìn thấy những đứa trẻ phải sống trong địa ngục, không bao giờ được trở lại cuộc sống hạnh phúc bên cha mẹ. Hắn nói rằng mình sẽ vừa uống rượu, vừa nghĩ đến cảnh đó và tận hưởng niềm sung sướng. Nghe đến đây, Tokizuki đã hiểu rõ bản chất tàn bạo của Suken và bọn cướp. Cậu không còn chút do dự nào trong lòng về việc lấy mạng kẻ này. Thấy Tokizuki can đảm như vậy, Suken cười lớn và hỏi tên cậu. Tokizuki giới thiệu mình là Chozumazu. Dù là một kẻ tàn nhẫn, nhưng Suken cũng có lòng tự trọng của một kiếm sĩ. Hắn cảm thấy tôn trọng đối thủ trẻ tuổi dám đứng trước mặt mình. Bên ngoài, trong bầu không khí ngột ngạt, Fubuki một mình đối mặt với hai tên cướp vô cùng mạnh mẽ. Chúng liên tục tấn công mà không để cho cậu ta có cơ hội phản đòn. Rõ ràng, Bọn chúng muốn kết thúc thật nhanh để đi tìm lão đại. Đúng lúc ấy, cặp đôi song sát xuất hiện, nhanh chóng hợp lực với Fubuki. Họ kéo một trong hai tên cướp ra xa, tạo cơ hội cho Fubuki. Khi bị tách ra, tên cướp liền hỏi lão đại của mình đâu, nhưng Kojiro không bỏ qua cơ hội trêu chọc, đáp lại bằng lời nói mỉa mai rằng lão đại đang khóc thảm thương ở đâu đó. Chiêu khiêu khích này có tác dụng làm tên cướp tức giận, nhưng hắn vẫn mạnh đến mức dễ dàng hất văng cả hai ra xa. Ở phía bên kia, Fubuki nghe nói rằng gian là kẻ mạnh nhất trong băng cướp nhưng cậu không tin điều đó. Trong mắt cậu, dù Phu Gian có thể rất mạnh, nhưng người thực sự đáng sợ là kẻ cậu đang đối mặt. Dù vậy, cậu chưa bao giờ muốn thể hiện hết khả năng của mình trước mặt đồng đội. Trở lại trong nhà kho, trận chiến đã diễn ra một thời gian, nhưng Suken vẫn không thể chạm vào Tokizuki. Hắn cảm thấy buồn cười khi chứng kiến cảnh Tokizuki cứ chạy vòng quanh, nghĩ rằng cậu không bao giờ có thể thắng. Tuy nhiên, sự thật là Fubuki đã sắp đặt bẫy sẵn. Suken, không hề ngờ ngợ điều này, đã đổi từ kiếm dài sang kiếm ngắn để tránh việc thanh kiếm mắc kẹt. Hơn nữa, hắn tự tin vì mình đang mặc giáp, không lo ngại bất cứ điều gì trong không gian chật hẹp này, nhưng Tokizuki không hề có ý định bỏ chạy. Trước đó, Fubuki đã khuyên Tokizuki rằng sức mạnh thật sự không nằm ở việc chém mạnh, mà ở cách điều khiển thanh kiếm. Fubuki bảo Tokizuki hãy coi thanh kiếm như lòng tốt, dùng nó để dẫn dắt kẻ địch, sau đó kết hợp lòng tốt ấy với kiếm thuật để đánh bại kẻ thù. Đây chính là quỷ tâm Phật đao mà Fubuki muốn dạy cậu. Tokizuki hiểu ra và vào thế chuẩn bị chiến đấu làm Suken cười nhạo cậu vì cho rằng Đức Phật không tồn tại. Nhưng sau đó, chỉ trong nháy mắt, Suken đã bị thương ở tay và thở dốc. Lúc này, hắn mới nhận ra Tokizuki không hề đơn giản như hắn nghĩ. Trước đó, Fubuki đã dạy rằng sức mạnh của thanh kiếm không đến từ những cú chém mạnh, mà từ kỹ thuật kéo và cắt, giống như dao hay lưỡi cưa. Quỷ tâm Phật đao chính là áp dụng nguyên lý này để chiến đấu, cực kỳ phù hợp với phong cách chiến đấu của Tokizuki, người thích chạy trốn. Cách Tokizuki hạ gục kẻ thù rất đơn giản, khi đối thủ lao vào, Cậu sử dụng khả năng né tránh, đồng thời để sức nặng của thanh kiếm tự rơi xuống. Khi đối thủ ra đòn, hắn vô tình đặt tay lên lưỡi kiếm của Tokizuki và chỉ cần một cú kéo nhẹ, Tokizuki đã tạo ra vết thương trên tay hắn. Suken lúc này cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn tự tin rằng mình có thể giết được Tokizuki trước khi mất quá nhiều máu. Hắn không nhận ra rằng Tokizuki đang sử dụng bản năng vô cực để né tránh và giữ khoảng cách an toàn. Càng bị đẩy vào tình thế nguy hiểm, Tokizuki càng phát huy sức mạnh bản năng vô cực của mình, làm Suken cảm thấy dùng mình bên ngoài azako và kojizo đang phải đối mặt với một kẻ thù vô cùng đáng sợ dù hai đấu một nhưng hắn vẫn dễ dàng tấn công khiến cả hai bị thương nặng đây là lần đầu tiên azako và kojizo gặp phải một cao thủ sử dụng naginata ở đẳng cấp cao như vậy trong khi cả hai chỉ sử dụng kiếm việc không thể chạm vào đối thủ khiến họ rơi vào thế bất lợi hình ảnh trước mắt khiến hắn nhớ lại cảm giác khoái lạc khi dùng sức mạnh để đè bẹp và trà đạp những kẻ yếu thế đó chính là sở thích bệnh hoạn của hắn và cũng là điều mà Suken đã dạy cho hắn cảm giác hưởng thụ từ việc chiếm đoạt và làm nhục kẻ yếu. Azako dù bị thương, vẫn đứng dậy và kiên quyết phản bác Joji Shige không phải là thần thánh của họ và ông ấy cũng không phải là chủ nhân của họ. Cô khẳng định rằng chúa công mà họ đang phục vụ tài giỏi hơn thế rất nhiều. Shizo kẻ điên đang đứng trước mặt họ, đã phạm sai lầm lớn khi dám bôi nhọ Tokizuki người chủ mà họ tôn kính. Hắn không ngờ rằng sự so sánh khinh miệt của mình đã khiến Azako và Kojizo càng thêm quyết tâm chiến đấu. Kojizo cũng thừa nhận rằng chủ nhân của mình tokizuki rất giỏi trong việc chạy trốn nhưng không bao giờ lợi dụng sức mạnh của mình để hại người yếu thế như những kẻ ác độc trước mặt lúc này shizuku từ trên cây xuất hiện vừa thổi phi tiêu để gây khó dễ cho kẻ thù vừa giải thích rằng anh trai của mình có phẩm chất cao quý hơn hẳn những kẻ ác này azako lập tức lao tới dũng cảm đỡ được một cú chém mạnh từ shizo với sức mạnh vượt trội azako tận dụng sơ hở của đối thủ và giật lấy vũ khí của hắn nhìn thấy cơ hội cô Jizo cũng từ đống đổ nát đứng dậy hô lớn rằng họ không cần phải đợi thêm 15 năm để trở nên mạnh hơn. Cô Jizo lao vào tấn công và thành công chém đứt vũ khí của Shizo. Kẻ thù không thể tin được rằng mình lại bại dưới tay lũ trẻ như thế này. Trước khi chết, sizo nghe Azako tiết lộ bí mật về chủ nhân của họ Hozu Tokizuki của Mạc Phủ. Ngay sau đó, Azako dứt khoát kết liễu hắn bằng chính thanh kiếm của mình. Trong khi đó, bên trong nhà kho, Tokizuki tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với Suken. Cậu không ngừng né tránh những cú chém điên cuồng của đối thủ, khiến tướng cướp ngày càng mất nhiều máu hơn. Mỗi đòn tấn công đều hụt khiến Suken càng thêm tức tối, không còn giữ được bình tĩnh. Hắn không chỉ ngạc nhiên vì Tokizuki né được mọi cú chém, mà còn kinh hoàng khi cậu ta thậm chí tránh được cả những giọt máu bắn ra từ vết thương của mình. Trong khi Suken dần trở nên hoảng loạn, Tokizuki cảm thấy nhiệt huyết trong người mình dâng trào. Tại căn cứ của Fubuki, trận chiến giữa cậu ta và gian đang diễn ra vô cùng căng thẳng. gian là một đối thủ nguy hiểm với những chiêu thức sắc bén, mỗi đòn đánh của hắn mang theo sự chết chóc và hiểm độc, khiến Fubuki gặp phải một vài vết thương nhẹ. Qua những đường kiếm nhanh như gió, Fubuki nhận ra rằng kỹ thuật mà Phu Gian sử dụng chắc chắn đến từ một cao thủ tuyệt đỉnh, ẩn danh. Điều này khiến Fubuki không khỏi tò mò muốn biết danh tính của người đã dạy Phu Gian những chiêu thức phức tạp và tinh vi đến vậy. Tuy nhiên, Phu Gian kiên quyết giữ kín điều này vì hắn biết rằng trong thời loạn chiến, kẻ thông minh luôn biết cách giấu nghề. Bản thân hắn cũng là một trong những kẻ mạnh nhất trong bang cướp, nhưng hắn chưa bao giờ bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình vì sợ rằng sẽ bị lôi ra sử dụng như một con tốt thí hoặc kết cục bi thảm như nhiều kẻ cung cấp. Vì vậy, ngay khi nhận ra fubuki đã nắm bắt được quá nhiều thông tin về hắn fu gian quyết tâm giết fubuki trước khi mọi chuyện trở nên nguy hiểm nhưng đáng tiếc cho fu gian kẻ biết cách giấu nghề không chỉ có mình hắn fubuki đã đoán được toàn bộ các đòn giả mà fu gian tung ra fu gian tự tin lao vào với một chiêu kiếm đâm thẳng nhưng không ngờ rằng fubuki đã sẵn sàng đỡ đòn không chút chần chừ fubuki tung cú đá vào hạ bộ fu gian khiến hắn đau đớn tột cùng fubuki thầm thừa nhận rằng nếu fu gian có thể che giấu hoàn hảo hơn hắn có thể trở thành một đối thủ đáng sợ nhưng tiếc rằng Phu Gian không đủ khả năng để vượt qua dự tính của Fubuki. Trong lòng Fubuki, cậu ta đã bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp đến từ ngôi làng của mình và từ Tokizuki, người luôn tỏa sáng như một viên ngọc quý, ẩn chứa sự vĩ đại phi thường. Sự tức giận dâng trào trong lòng Phu Gian, tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn. Fubuki chỉ với vài động tác đơn giản đã kết liễu hắn, biến hắn thành kẻ thứ ba trong hàng ngũ những kẻ mạnh nhất băng cướp bị tiêu diệt. Căn phòng đã bị nhuộm đỏ bởi huyết của những kẻ xấu số, cậu di chuyển nhẹ nhàng như đang chơi đùa đối thủ. Trong mắt tên tướng cướp, Tokizuki không khác gì làn khói mờ ảo, len lỏi vào tâm trí hắn. Sự tuyệt vọng dần xâm chiếm Suken, khiến hắn nhớ lại quá khứ đau khổ của mình. Thời trẻ, Suken đã phải chịu đựng những bất công. Năm ấy, trước khi cha hắn qua đời, ông ta đã quyết định để lại mảnh đất duy nhất cho người anh cả. Ngày ấy, Suken là một người đầy tham vọng, không chịu khuất phục dưới trướng bất kỳ ai. Hắn quyết tâm không làm kẻ theo hầu, mà muốn tự mình xây dựng một lãnh địa vững chắc. Mỗi ngày suken dành toàn bộ thời gian luyện kiếm thuật và nghiên cứu binh pháp với mong muốn một ngày nào đó có thể tự mình bảo vệ lãnh thổ riêng thế nhưng thực tế nghiệt ngã lại khiến anh ta chẳng có được gì trong tay điều đó khiến lòng hắn tràn đầy uất ức và thất vọng đối với một võ sĩ không có lãnh địa con đường trở thành tướng cướp hóa ra lại dễ chịu hơn nhiều và thế là tướng cướp suken ra đời từng bước cướp đoạt tất cả những gì hắn muốn biến chúng thành của riêng mình suken ngộ ra rằng trong thời đại loạn lạc này chỉ có cách cướp đoạt mới có thể biến giấc mơ thành hiện thực theo thời gian Bóng tối xâm chiếm tâm hồn hắn, và từ đó, việc cướp bóc không còn chỉ là phương tiện để sống mà trở thành niềm khoái lạc sâu thẳm trong lòng. Trong quá khứ, từng có một người bạn đã khuyên hắn rằng, khi nào muốn từ bỏ con đường tối tăm, hãy tìm cho mình một nguồn ánh sáng trong cuộc đời. Ban đầu, Suken chế giễu lời khuyên đó, nghĩ rằng chẳng có thứ ánh sáng nào tồn tại trong thế giới đen tối này, nhưng giờ đây, đứng trước Tokizuki, Suken mới nhận ra ánh sáng đó thực sự tồn tại. Tokizuki đang tỏa sáng rực rỡ, thuần khiết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như bị mê hoặc Suken lập tức buông kiếm, quỳ xuống trước mặt Tokizuki, coi cậu ta như một vị thần thánh. Hình ảnh của Đức Phật hiện ra trong tâm trí Suken, mỉm cười với hắn. Trận chiến khốc liệt cuối cùng cũng kết thúc, với chiến thắng thuộc về phía những đứa trẻ. Tokizuki với thanh kiếm mang lòng từ bi, đã đánh bại kẻ thù mà không khiến chúng phải chịu đựng đau đớn. Khi trận chiến kết thúc, ba người khác liền tới chúc mừng và khen ngợi Tokizuki về tài năng của cậu. Họ không thể đánh bại tên to xác đó, nhưng Tokizuki chỉ cần né tránh một cách tinh tế là đã đủ để hạ gục hắn. Fubuki quyết định công bố cái chết của tướng cướp Suken để làm quân địch khiếp sợ mà rút lui. Nhưng ngay khi đó, quân địch dưới sự chỉ huy của Sada Moon ồ ạt kéo tới. Sada nhìn thấy Tokizuki và lập tức khai hỏa, nhưng chẳng trúng được mục tiêu. Hai người bạn của Tokizuki liền lao tới, mắng chửi đối thủ như thể hắn là một con chó. Sada đáp lại rằng, đây là thời loạn lạc, còn Shizuku thì muốn móc mắt hắn ra cho rắn ăn. Cuộc cãi vã diễn ra vô cùng căng thẳng, cho đến khi Genba quay trở lại cùng đội quân được dẫn dắt bởi Yoji khi quân của gia tộc Suwa xuất hiện, bọn cướp và lính của Sada Mun lập tức rút lui. Trước khi rời khỏi trận địa, Sada Mun không khỏi băn khoăn khi nhận thấy trận chiến chủ yếu diễn ra bên ngoài, nhưng bên trong cánh cửa kia lại có vết máu vương vãi khắp nơi. Ngay sau đó Genba cũng xuất hiện, tỏ ra hào hứng bắt mọi người cảm ơn vì mình đã kịp thời có mặt. Không những thế, Genba còn tranh thủ khoe về chiến tích của mình trên đường đến đây, kể rằng suýt nữa thì bị một chị gái với bưởi to làm cho mê đắm quên cả nhiệm vụ. Tokizuki đứng đối diện với ông chú hài hước vừa mỉm cười vừa được Joji Shige đến ôm đầy nhiệt tình. Do chưa phục hồi hoàn toàn năng lực thấu thị tương lai, Joji Shige thừa nhận rằng khi biết tin Tokizuki muốn tự mình chiến đấu để bảo vệ làng, về phần Suken, mặc dù đã thất bại nhưng may mắn thoát chết và được cứu sống. Sada Mu nhận thấy vận mệnh của Suken chưa đến hồi kết nên quyết định giữ lại hắn để phục vụ cho kế hoạch của mình. Tuy nhiên, sau trận chiến khốc liệt, ánh mắt của Suken đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn giữ sự tàn nhẫn, độc ác như trước. Với thất bại vừa qua, Suken không thể bào chữa, sẵn sàng nhận mọi hình phạt từ Sadamun. Nhưng do khả năng điều quân của Suken vẫn xuất sắc, hắn không những được tha thứ mà còn được ban cho một lãnh địa nhỏ để tiếp tục rèn luyện, chuẩn bị cho tương lai phục thù. Sau khi kết thúc trận chiến, Tokizuki bày tỏ rằng chiến thắng lần này phần lớn là nhờ vào sự giúp đỡ của Fubuki và cậu muốn ông chú hài hước dành cho Fubuki một phần thưởng xứng đáng. Joji gây nghe vậy thì đương nhiên đồng ý, còn chúc mừng Tokizuki vì đã thu nạp được thêm một người trung thành nữa. Lúc này, Tokizuki lấy hết can đảm để mời Fubuki tham gia làm thân binh, nhưng Fubuki từ chối ngay lập tức, nói rằng mình chỉ muốn phụng sự cho một chúa công có trí lớn. Nghe vậy, Tokizuki tiết lộ thân thế của mình, rằng cậu là con cháu chính thống của Mạc phủ và là thành viên cuối cùng của dòng họ Hoju. Sự thật này khiến Fubuki không khỏi ngỡ ngàng và sốc, vì cậu không ngờ rằng Tokizuki lại che giấu một bí mật lớn đến vậy. Đương nhiên, sau khi biết rõ, Fubuki nhanh chóng đồng ý trở thành thần binh của Tokizuki, đi theo phò tá cậu giống như những người khác, mặc dù đã giành được chiến thắng vẻ vang trước băng cướp nhưng Tokizuki không khỏi đau lòng trước thiệt hại quá lớn mà làng phải gánh chịu, rất nhiều võ sĩ đã hy sinh và tất cả họ đều được cuốn chiếu đặt cạnh nhau, Tokizuki cùng những người khác lặng lẽ chắp tay cầu nguyện cho linh hồn của những người đã khuất. Sau đó, gây gọi Tokizuki vào để nói chuyện riêng. Ông xin lỗi cậu vì đã để tình hình trở nên nguy hiểm và đẩy cậu vào tình thế khó khăn. Tuy nhiên, Tokizuki cũng thừa nhận rằng mình đã tự ý hành động mà không thông qua mọi người. Rojisige sau đó khen ngợi Tokizuki vì đã lập được công lớn, đúng như Fubuki đã nói vùng đất này có vị trí địa lý vô cùng quan trọng nếu không kịp thời nhận ra chỉ một chút nữa thôi là cả lãnh địa của họ sẽ rơi vào thế bị bao vây đối diện với nguy cơ khôn lường từ giờ trở đi joji shige quyết định sẽ cử quân lính tới đồn trú lâu dài tại vùng đất vừa giành lại lũ trẻ giờ đây mang trong lòng sự biết ơn sâu sắc đối với fubuki và những người đã bảo vệ chúng trong cuộc chiến khốc liệt trong khi đó joji shige bắt đầu giải thích về sai lầm của bản thân ông thừa nhận đã không thông báo sớm cho tokizuki về việc mình đang trải qua thời kỳ mất siêu năng lực một khả năng đặc biệt giúp ông nhìn thấy những tương lai mơ hồ để đưa ra các quyết định. Hiện tại, khả năng thấu thị tương lai này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, dẫn đến việc ông trở nên kém cỏi, thậm chí tấu hài như những gì mọi người đã chứng kiến. Ngay cả Shizuku cũng không hề hay biết về điều này, nên ông nhờ Tokizuki giữ kín bí mật để tránh việc bị kẻ xấu lợi dụng. Với một người kính sợ thần linh như Joji Shige, mất đi sức mạnh siêu nhiên là một cú sốc lớn, khiến ông lo lắng và cầu xin Tokizuki giúp đỡ để lấy lại sức mạnh nhanh chóng hơn. Đầu tiên, Tokizuki nhờ Kojizo và Azako bắt lươn về. Khi hai người bạn hỏi lý do, Tokizuki phải nói dối rằng mình thèm ăn lươn. Thực tế là lươn không chỉ là đặc sản của vùng này, mà theo lời Joji Shige, nó còn có khả năng giúp ông hồi phục siêu năng lực, giống như lần trước ông đã ăn lươn và đột nhiên lấy lại được sức mạnh. Đặc biệt, vào mùa đông, lươn tích mỡ nên thịt của chúng rất mềm và béo. Sau khi đánh chén một bữa lươn ngon lành, Joji Shige vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của việc hồi phục thần lực. Lần này, Tokizuki lại phải chạy đôn chạy đáo đi tìm tỏi tây rừng. Một loại rau yêu thích của các tăng nữ tu hành trên núi. Loại rau này có mùi khá nồng, nhưng rất bổ dưỡng và còn được cho là có khả năng xua đuổi tà ma. Tuy nhiên, tỏi tây rừng cũng không phải chìa khóa để giải quyết vấn đề. Sau đó, Tokizuki tiếp tục thu thập một loạt những món đồ kỳ lạ khác theo yêu cầu của Joji Shige, trong đó có y phục của phụ nữ. Mặc dù việc này khiến mọi người không khỏi khó hiểu, nhất là khi thấy Tokizuki núp trong bó rơm để lén lấy đồ, nhưng cuối cùng, cậu cũng mang về đủ mọi thứ cần thiết. Sau khi có đầy đủ các nguyên liệu Tokizuki cùng Joji Shige bắt đầu tạo ra một bù nhìn rơm mặc y phục của phụ nữ, với hy vọng nghi thức này sẽ giúp ông chú Tấu Hải khôi phục lại thần lực. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh, bao gồm cả Azako và Kojizo, không khỏi bật cười, và hình ảnh Tokizuki trong trắng trong mắt họ giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Họ bắt đầu bàn tán rằng Tokizuki có thể là một kẻ biến thái khi tạo ra hình nhân dơm với kích thước giống thật và hành xử kỳ quặc trong thời gian gần đây. Đặc biệt, Azako, người từng yêu mến Tokizuki, riêng Fubuki, cười lớn bảo rằng dù Tokizuki có là kẻ biến thái hay không, họ vẫn sẽ trung thành phò tá cậu ta đến cùng. Tokizuki nghe thấy những lời bàn tán về mình, lòng đầy hoang mang và sốc nặng, nhưng không thể thanh minh được gì. Cậu trở về phòng và mắng Joji Shige vì tất cả những hiểu lầm mà ông đã gây ra. Tokizuki không thể chịu nổi việc các thần binh đang hiểu lầm mình là một kẻ bệnh hoạn biến thái. Joji Shige thì tỏ ra bình thản, bảo rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi. Tokizuki thì chẳng thèm nghe lời, quyết định kéo ông chú đi giải thích mọi chuyện với mọi người. Trước khi làm điều đó, Yoji nhờ Tokizuki giúp đỡ thêm một việc cuối cùng, cậu phải đi đến núi Magia, thánh địa linh thiêng của Suwa, lấy nước thánh từ đó mang về để ông uống rồi mới giải quyết mọi hiểu lầm được. Tokizuki dù nói với vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đồng ý, cậu bước ra ngoài, thở dài ngao ngán vì công việc với Yoji quả là không dễ dàng. Tokizuki nghe thấy tiếng chuông lấp lánh và chạy theo. Giữa dòng nước, cậu nhìn thấy Shizuku đang nhảy múa một điệu múa tuyệt vời, điệu múa ấy đẹp đến mức khiến Tokizuki phải dừng lại và ngỡ ngàng. Shizuku cũng nhận ra sự xuất hiện của cậu, và khi biết Tokizuki được bố mình chỉ dẫn đến đây, cô quyết định giúp đỡ bằng cách hôn nhẹ vào mắt cậu. Nhờ nụ hôn đó, Tokizuki cảm nhận được một chút thần lực truyền từ Shizuku. Ngay khi Tokizuki mở mắt ra, khung cảnh trước mắt khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Một thế giới huyền ảo bao quanh với ánh sáng lung linh của các linh hồn thần thú, những sinh vật kỳ diệu đang sinh sống tại thần vực của nhà Suwa. Cảnh tượng kỳ bí này vốn không thể được nhìn thấy bởi người bình thường, nhưng nhờ sự dẫn dắt của Shizuku, Tokizuki giờ đây đã có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của chúng. Sau khi nhảy múa dâng lễ cho các thần linh, Shizuku lấy nước thánh, nhẹ nhàng hôn vào ống tre để tăng thêm sức mạnh cho dòng nước này. Cô biết rõ ràng chỉ khi bố cô, Jojishi gây uống dòng nước này, ông mới có cơ hội khôi phục lại thần lực đã mất. Tokizuki tự hỏi tại sao ông chú tấu hài lại muốn mình nhìn thấy những linh hồn thần bí này khi mà chúng không thể tác động trực tiếp đến thế giới thực. Cậu cũng không ngừng tò mò về Shizuku, cô em dễ thương này vẫn là một ẩn số lớn với Tokizuki cảnh chuyển sang nơi hoàn toàn khác, nơi mà Takaji, kẻ thù không đội trời chung của Tokizuki và đồng đội, đang tận hưởng những giây phút thành thơi hiếm hoi. Hắn vẽ nên một bức tranh Phật tỏa sáng rực rỡ đến mức bản thân hắn cũng không kìm được nước mắt. Takaji có một người em trai vô cùng tài năng tên là Takatoki và hôm nay hắn quyết định triệu tập em trai để bàn bạc về những kế hoạch tương lai. Takatoki hiện đang quản lý triều đình thay cho Takaji và khi được gọi đến, cậu em trai không khỏi vui mừng khi thấy anh mình vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ. Sau vài lời hỏi thăm, Hai anh em bước ngay vào chuyện chính, Takaji muốn Takatoki đến vùng đất Kamakura mới chiếm được, vừa để củng cố tuyến phòng thủ, vừa để đảm bảo rằng tàn dư của Mạc phủ không có cơ hội nổi dậy. Dạo gần đây, Takaji cảm thấy sự đe dọa từ những kẻ trung thành với Mạc phủ ngày càng lớn mạnh. Takatoki, luôn tôn trọng trực giác sắc bén của anh trai, đồng ý không chút do dự. Cậu ta biết rằng, với tài võ lực vượt trội và khả năng cảm nhận đỉnh cao của Takaji, ngay từ khi còn nhỏ, Takatoki đã kính phục anh trai mình người có khả năng cảm nhận mọi thứ một cách xuất sắc cậu ta từng dành ba ngày ba đêm để tạo ra ám hiệu về nơi giấu kho báu với hy vọng làm khó takaji nhưng ngay hôm sau takaji đã nhanh chóng phát hiện ra vị trí của kho báu mà không cần ám hiệu kể từ đó takatoki nhận ra rằng bản thân mình dù có trí tuệ nhưng vẫn không thể so sánh được với khả năng cảm nhận thiên bẩm của anh trai trong khi đó người anh takaji dù giỏi về cảm nhận và sức mạnh vẫn thừa nhận rằng mình không bằng em trai về đầu óc mưu lược khi đang thảo luận Takaji đột nhiên nhớ ra điều gì đó và tức tốc chạy đến căn phòng phía xa, hắn gọi em trai đến để chiêm ngưỡng bức tranh Phật mà hắn vừa vẽ. Takatoki chỉ biết thở dài, vì hành động này của anh trai diễn ra thường xuyên như một thói quen hàng ngày. Tuy nhiên, khi bước vào căn phòng, Takatoki không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy bức tranh. Mặc dù đối với người ngoài, bức tranh chỉ đơn thuần là hình ảnh một đức Phật, nhưng đối với Takatoki, hắn cảm nhận được điều gì đó vô cùng đáng sợ ẩn sau bức tranh. Takaji đã mạnh đến mức không còn ai có thể đo đếm được sức mạnh của hắn. Và điều này khiến Takatoki không dám bước vào căn phòng đầy ớn lạnh đó. Sau khi Takatoki rời khỏi phòng, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm, gọi người đến để thu dọn tác phẩm đáng sợ trước mặt. Trong thâm tâm, Takatoki biết rõ rằng anh trai mình đã vượt qua giới hạn của trực giác thông thường. Bức tranh của Takaji không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt mà nó còn thể hiện sâu sắc nội tâm của kẻ sáng tạo ra nó. Trở lại với Tokizuki, lúc này cậu đã hoàn thành nhiệm vụ và mang được nước thánh từ núi Magia về cho Yoji Shige. Sau khi uống ngụm nước thánh mà Tokizuki mang về, thân lực của Yoji bắt đầu trở lại. Mặc dù chưa hoàn toàn đầy đủ, nhưng cũng đủ để ông sử dụng một phần sức mạnh. Đây là một loại sức mạnh siêu nhiên, vượt ngoài sự hiểu biết của con người. Chỉ những ai có liên kết với sức mạnh này, hoặc được giúp đỡ như Tokizuki, họ tiếp tục trò chuyện về những thứ hiện diện trong thế giới mà mắt thường không thể nhìn thấy. Yoji giải thích rằng sức mạnh siêu nhiên đó chính là khởi nguồn của nhiều dạng năng lực và hiện tượng kỳ diệu. Tuy nhiên, theo thời gian, những sức mạnh tâm linh này đang dần biến mất, những vùng đất linh thiêng nơi tập trung năng lượng siêu nhiên cũng đang bị bàn tay của con người tàn phá mỗi bước phát triển của thế giới hiện đại lại là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh thần thánh đang bị đẩy lùi để minh chứng cho lời nói của mình joji Sige quyết định thực hiện một màn trình diễn ông chia tách mặt hồ đang đóng băng thành hai nửa tạo ra một đường rãnh sâu giữa lòng hồ khiến tokizuki không khỏi kinh ngạc và hú hồn vì sức mạnh thần lực đó lúc này tokizuki mới thực sự nhận ra rằng thần lực của joji Sige không phải là chuyện đùa Người dân ở Suwa khi chứng kiến hiện tượng này sẽ tin rằng đây là dấu hiệu của thần linh, sẽ đến lúc con người chỉ coi đây là một hiện tượng tự nhiên và không còn tin vào những sức mạnh siêu nhiên nữa. Tokizuki sau khi chiêm nghiệm về những điều ông chú vừa nói, không thể không thắc mắc liệu một ngày nào đó, Yojisige cũng sẽ biến mất như những sức mạnh thần thánh kia hay không. Thay vì trả lời, Yojisige bật thần lực, phát ra luồng ánh sáng mạnh suýt nữa làm mù mắt Tokizuki, điều mà ông muốn nhắn nhủ là thời đại của những sức mạnh siêu nhiên đang dần đến hồi kết và họ phải tranh thủ sử dụng lợi thế này để giành lại Giang Sơn cho Tokizuki trước khi tất cả biến mất. Ông cũng nhấn mạnh rằng, bản năng vô cực của Tokizuki chính là yếu tố phù hợp nhất cho sứ mệnh này. Tokizuki dần hiểu ra tình hình, cùng Yoji Shige tận hưởng cái lạnh của mùa đông, một trong những dấu hiệu của sự thay đổi sắp tới. Nhưng giữa lúc đó, cậu chợt nhớ ra lời hứa mà Yoji Shige đã đưa ra, sau khi khôi phục được sức mạnh, ông phải đi giải thích với các thần binh về việc Tokizuki không phải là kẻ biến thái đồng ý rằng cách tốt nhất là biến chính mình thành kẻ đồi bại để làm minh chứng rằng Tokizuki chỉ là nạn nhân vô tội của những trò đùa bệnh hoạn mà ông tạo ra. Thời gian thấm thoát trôi qua, hiện tại đã là tháng tư và người dân tại vùng đất của Suwa đang hăng say thu hoạch vụ mùa lúa mì. Nhờ điều kiện thuận lợi, người dân trong vùng có thể trồng trọt hai vụ mùa một năm. Shizuku cũng chia sẻ rằng gia đình cô không đánh thuế vụ mùa thứ hai, điều này tạo điều kiện cho dân làng có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn. Tokizuki mỉm cười, nhận ra rằng cùng lúc đó tại mảnh đất từng thuộc về gia tộc Tokizuki, không khí thu hoạch cũng đang diễn ra nhộn nhịp, nhưng lại chẳng hề có niềm vui. Khổ thay, toàn bộ số lúa gạo mà người dân vất vả thu hoạch đều bị đám quan chức tham lam đánh thuế hết sạch. Những người này đều là những người trung thành với gia tộc Hoju và vì vậy, họ bị đàn áp, bóc lột thậm tệ. Mọi người chỉ biết ôm nhau khóc trong bất lực, kẻ đứng sau mọi sự bất công này chính là Kizotaza, một kẻ bệnh hoạn, tàn ác và biến thái, nắm giữ chức quốc ty cao hơn cả Sadamun. Vì thế, dù có muốn hay không, Sada Muôn cũng phải cúi đầu tuân theo mệnh lệnh của hắn. Kizota ra tự nhận mình là người được thiên hoàng tin tưởng và sắc phong để cai trị vùng đất Shinono, thay cho mặc phủ. Toàn bộ những người dân trong vùng, từ trên xuống dưới, đều phải tuân theo lệnh hắn một cách giam giáp. Dù Sada Muôn muốn giữ lại chút của cải cho bản thân, Kizota ra còn giễu cợt, vẽ thêm vài nét lông mày lên mặt hắn để trông đẹp hơn. Dù vô cùng bực bội, cười khăng khặc để làm vừa lòng quốc ti, kẻ mà hắn không dám làm trái. Bất ngờ, một ông lão dũng cảm bước tới xin lại chút lúa mì để có cái ăn qua ngày ra không chần chừ, hạ lệnh giết chết vài người để làm gương, cảnh cáo cho những kẻ khác biết sợ. Hắn biết rõ, dù có giết bao nhiêu người từng trung thành với gia tộc Hôzu, thiên hoàng cũng sẽ bỏ qua cho hắn, vì vậy, hắn càng ngày càng tàn ác. Chính sự tàn bạo của Kiyotaza đã thổi bùng ngọn lửa căm phẫn trong lòng những người từng liên minh với gia tộc Suwa. Họ quyết định đứng lên, khởi nghĩa chống lại ách thống trị của Kiyotaza. Tin tức về cuộc nổi dậy này nhanh chóng đến tai Zojisige và ông cũng không chần chừ báo lại cho Tokizuki. Tokizuki cảm thấy vô cùng bất ngờ khi biết rằng, ngay trong lãnh địa của quốc ti, vẫn còn những người trung thành với thần đạo Suwa. Ban đầu, những người này đã nhẫn nhục chịu đựng, mong rằng gia đình và người thân của họ sẽ bớt khổ. Nhưng đến khi sự đàn áp ngày càng khốc liệt, họ không thể chịu đựng thêm nữa và đã đứng lên đấu tranh. Tuy nhiên, với quân số ít ỏi và lực lượng yếu kém, việc chống lại đại quân của Kiyota ra gần như là bất khả thi. Tokizuki hiểu rõ rằng tất cả những người khởi nghĩa sẽ bị giết nếu không có sự can thiệp kịp thời. Vì vậy, Jojishige muốn nhờ Tokizuki cùng các thần binh của mình đến đó và tìm cách cứu nguy cho đồng minh. Nhiệm vụ này đòi hỏi Tokizuki phải sử dụng kỹ năng thuyết phục của mình để ngăn cản Hoshina và các thần binh của ông tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa. Nhưng Jojishige, với khả năng thấu thị tương lai, đã nhìn thấy cảnh Tokizuki trở về an toàn sau nhiệm vụ, nên ông mới cho phép cậu đảm nhận nhiệm vụ này. Điều khó khăn là Jojishige không thể nhìn thấy trước được số phận của những người theo thần đạo Suwa, vì vậy, họ cần phải ngăn chặn cuộc chiến trước khi quá muộn. Trước giờ, cậu chỉ chạy trốn một mình nhưng để trở thành một đại tướng thực thụ tokizuki cần phải dẫn dắt cả đội quân theo mình đảm bảo an toàn cho họ cùng với ba thân binh thân cận tokizuki nhanh chóng khởi hành mỗi người trong đội đều có kỹ năng cá nhân xuất sắc nên họ không hề sợ hãi trước thử thách quãng đường để tới nơi xảy ra chiến tranh kéo dài hai ngày và trên đường đi Genba ba cảm thấy hơi buồn khi hội con gái không đi cùng tokizuki giải thích rằng joji shige đã tiên đoán rằng chuyến đi này quá nguy hiểm cho azako và shizuku dù biết trước rằng Tokizuki sẽ không chết trong nhiệm vụ này, nhưng cô Jizo vẫn cảm thấy trách nhiệm của mình là bảo vệ cậu hết sức có thể. Khoảng 2 ngày sau, nhóm Tokizuki đã đến được bên ngoài doanh trại của quân đồng minh. Doanh trại này nằm gần một con sông lớn, được quân đồng minh sử dụng làm nơi phòng ngự. Nhìn thấy quân địch áp đảo về số lượng, đông gấp mấy lần quân đồng minh, Gen Ba ngay lập tức cảm thấy bi quan về khả năng chiến thắng. Cậu quyết định tiến vào, lấy thân phận là sứ giả của Suwatasa để gửi một đề nghị trực tiếp tới tướng Hoshina khi thấy tokizuki thực hiện nhiệm vụ với phong thái lịch sự tạo được ấn tượng tốt ba người còn lại cũng yên tâm tuy nhiên khi bước vào doanh trại và đối diện với ánh mắt của các chiến binh đồng minh tokizuki không khỏi giật mình những người lính ở đây không khác gì một đám man dợ ngay khi biết nhóm tokizuki là viện quân của suwatasa hoshina tuyên bố một cách đầy kiên quyết rằng họ sẽ quyết tử chiến với quân địch khiến tokizuki và nhóm của mình ngỡ ngàng không nói nên lời tokizuki đến đây với hy vọng thuyết phục họ rút lui để tránh cuộc chiến vô nghĩa nhưng Hosina cùng các thuộc hạ của ông lại sẵn sàng hy sinh, liền quay sang hỏi ý kiến ba người đồng đội, nhưng họ cũng chẳng có giải pháp khả thi nào và đều lảng tránh. Kojizo liền đẩy Tokizuki vào trong, thúc giục cậu thuyết phục họ. Tuy nhiên Tokizuki không biết làm cách nào để khuyên can những người đã sẵn sàng hy sinh tính mạng mình. Họ đã tưởng tượng về cái chết một cách đẹp đẽ, có người muốn bị ghim năm mũi tên vào người mà vẫn hẹo đứng, kẻ khác lại mong muốn bị cắt cụt tứ chi nhưng vẫn có thể cắn chặt kẻ thù. Fubuki nhận ra rằng những hành vi đàn áp và sỉ nhục của Kizotaza đã làm tổn thương lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh của họ đến mức không còn gì để mất. Ngay lúc đó, một vị tướng khác xuất hiện để hỏi chuyện, muốn xác nhận rằng bốn người nhóm Tokizuki có thực sự là sứ giả của Suwatasa hay không. Vị tướng này tên là Shinomiza, cũng là người thuộc thần đạo Suwa và sống ở vùng đất lân cận với Hoshina. Sau khi Tokizuki đưa cho ông lá thư, Shinomiza xác nhận rằng thần đạo muốn tránh việc chiến tranh nổ ra, nhưng cũng hiểu rằng với tình hình hiện tại, rất khó để ngăn cản quyết tâm chiến đấu của những chiến binh này Fubuki nhanh chóng hỏi Shinomiya về khả năng chạy trốn nếu tình hình trở nên tồi tệ Shinomi ra thừa nhận rằng có một con đường để thoát Nhưng với tinh thần chiến đấu mãnh liệt của những người này Chắc chắn họ sẽ không chịu rút lui Họ đều đặt sinh mạng của mình lên lãnh địa Quyết bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng Ngay lúc đó, ông chú tấu hài Jisige cũng xuất hiện Nhờ Tokizuki chuyển lời về thần đạo Suwa rằng Ông đã chiến đấu và hy sinh một cách anh dũng nhân danh thần đạo Tokizuki chỉ biết cười khổ vì ông chú này luôn biết cách đẩy cậu vào những tình huống khó xử. Lúc này, quân địch đã tập hợp lực lượng đông đảo với khoảng 600 người, trong khi phe Hoshina chỉ có 159 người. Khả năng bị quét sạch trong một ngày là rất cao. Vậy nên, nhiệm vụ của Tokizuki và đồng đội là giúp phe ta cầm cự được tới hoàng hôn, kéo dài thời gian để có thể thuyết phục họ rút lui. Bên phía quân địch, ra quyết định tự mình cầm quân chiến đấu. Lần này, Sadamun cũng có mặt để trợ giúp Kizotaza nhưng trong lòng hắn vẫn bực tức vì bị đẩy đến đây với lý do bị sưng mắt không thể bắn cung được. Kizotaza ra ra lệnh cho tên thuộc hạ Jome tấn công mở màn bằng cung tên nhằm giảm bớt quân số phe Hoshina. Tuy nhiên nhờ có khiên chắn, thương vong bên phe đồng minh không nhiều. Khi phe địch bắt đầu dương dương tự đắc, khói che từ bờ bên kia bất ngờ làm mờ tầm nhìn của chúng. Đây chính là mưu kế của Gen 3, giúp phe mình không bị tấn công trực diện. Kizotaza ra cay cú, ra lệnh cho quân mình lội sông tấn công. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Fubuki. Ngay khi quân địch lội xuống sông, Fubuki cho mở cửa đập để nước cuốn trôi hết quân địch, kéo dài thêm thời gian cho quân mình. Trong khi quân địch hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hosina liền cho quân của mình tiến lên phản công, bắt đầu một cuộc đối đầu kịch liệt. Nhìn tình hình trước mắt, Fubuki không khỏi lo lắng khi thấy quân địch vẫn còn rất đông đảo. Kojizo, với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, đã tham chiến, một mình cưỡi ngựa lao vào giúp những chiến binh gan dạ nhưng thiếu tính toán của Hosina. Tokizuki đứng từ xa, quan sát hành động của người bạn, lòng cảm thấy tin tưởng hơn bao giờ hết. Hosina, nhìn thấy Kojizo lao thẳng vào giữa quân địch với sự quả cảm phi thường, liền xem Kojizo như một tấm gương sáng để noi theo. Ngay lập tức, ông ta hô hào anh em binh sĩ của mình cùng lao vào theo, không muốn thua kém các sứ giả đến từ Suwatasa. Trong khoảnh khắc ấy, Tokizuki bất ngờ nhớ về cái chết đau thương của gia đình mình, khiến cậu càng hạ quyết tâm phải ngăn cản họ trước khi quá muộn. Tokizuki tự nhủ bản thân không muốn chứng kiến cái chết của Hosina và đồng đội, cậu mạnh mẽ tiến về phía trước với ý định thuyết phục họ rút quân. Đêm đó, Cô trở về với cơ thể đầy vết chém. Cậu nhận ra rằng việc quân mình giữ được nhiều người sống sót đến vậy không phải là điều kỳ diệu, mà là nhờ vào tinh thần liều chết của các chiến binh khiến quân địch cũng phải e rẻ. Cô nghĩ rằng nếu giữ được những người này, mai sau họ sẽ là một lực lượng mạnh mẽ cho Tokizuki. Nhưng ngay lúc đó, cả nhóm bất ngờ nghe tin Hoshina đang chĩa kiếm vào sứ giả của Suwa Tây Sa. Dù đã nghe lời khuyên từ Tokizuki, Hoshina không hài lòng chút nào. Ông ta đã sẵn sàng cho cái chết, nhưng lại bị yêu cầu rút quân. Điều này khiến ông cảm thấy nhục nhã vô cùng. Hosina với lòng kiêu hãnh của một võ sĩ, không thể chấp nhận việc bốn đứa trẻ như Tokizuki lại dám khuyên mình phải sống. Hosina vì cái chết của gia tộc Hozu với việc hầu hết mọi người đã chọn cách mổ bụng để giữ danh dự sau thất bại. Tokizuki nghe vậy liền tức giận, cầm lấy bình rượu tạt thẳng vào mặt Hosina để ông tỉnh táo lại. Hosina, trong cơn thịnh nộ, đâm tới Tokizuki, nhưng bản năng vô cực của cậu đã giúp cậu tránh né một cách dễ dàng, khiến Hosina không thể làm gì được. Vừa né tránh, Tokizuki vừa tiếp tục thông não Hosina, giải thích rằng việc liều chết chỉ để giải thoát bản thân mà không nghĩ tới những người đang bị áp bức, chỉ là hành động ích kỷ, cái chết không giải quyết được vấn đề mà chỉ mang lại thêm đau thương và bỏ mặc cả thân binh lẫn người dân mà họ có trách nhiệm bảo vệ. Nghe đến đây, những người đứng sau Hosina dần hiểu ra và bắt đầu lắng nghe. Tokizuki với chút rượu dính trên người, quyết định chuyển sang dùng túy quyền để đùa cợt đối thủ. Thay vì dùng tay để đánh, cậu lại dùng mông ấn liên tục vào mặt Hosina, khiến cả ba người bạn của cậu cạn lời trước kiểu võ công kỳ quái này không ai ngờ rằng trên đời lại tồn tại thứ võ công như vậy hoshina ngửi dám đến mức không chịu nổi cuối cùng đầu hàng trước màn tấn công độc đáo của tokizuki ông ta cảm kích nhóm sứ giả vì đã giúp đỡ phe mình rất nhiều và nhắc nhở rằng thần xã suwa đã yêu cầu dừng cuộc chiến trước khi quá muộn shinomi ra nhấn mạnh rằng hôm nay họ may mắn còn sống nhưng nếu chiến thêm một ngày nữa thì tất cả sẽ chết cuối cùng hoshina đồng ý rút lui lên phía bắc để bắt đầu lại từ đầu trước khi đi ông ta hỏi tokizuki bao nhiêu tuổi và khi biết cậu mới chỉ 9 tuổi ông không khỏi bất ngờ. Tokizuki, dù còn nhỏ, lại nói chuyện như thể đã trải qua nhiều cuộc chiến đẫm máu hơn cả Hoshina. Hoshina ra lệnh toàn quân rút lui, mang theo cả vợ con cùng đi. Bên kia chiến tuyến, Kizota ra cảm thấy vô cùng bực tức, giận dữ chút lên thuộc hạ khi trận chiến không thể kết thúc trong một ngày. Với đôi tai thính nhạy, Xúc Phu Sa báo cho Kizota ra biết rằng quân đối phương đang rút lui. Kizota ra tỏ vẻ vui mừng vì không cần đánh mà vẫn chiếm được đất cho quốc ti, nhưng hắn không hài lòng với kết quả này hắn quyết định cho quân đuổi theo để tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù lúc này tokizuki dần tỉnh táo trở lại cảm thấy mông mình đau nhức nhưng không rõ chuyện gì đã xảy ra cô dù biết rõ nhưng không dám kể lại sự thật khi được hỏi về kế hoạch rút lui của fubuki tokizuki vẫn nhớ rõ mọi chi tiết làm cô yên tâm hơn tokizuki hỏi cô liệu cô có sẵn sàng đi theo cậu trên con đường này không và cậu ta đáp rằng mình đã thể sẽ phò tá cậu đến cùng nhận ra quân địch đang đuổi theo tokizuki cùng nhóm của mình nhanh chóng tăng tốc vì trong trận chiến này chỉ cần họ chạy thoát là đã xem như chiến thắng bên này joji shige đã nhìn thấy tương lai tokizuki không hẹo nhưng nó không phải tuyệt đối chỉ cần đi sai một bước và để kẻ thù chặn hết mọi đường sống thì hiển nhiên là phải hẹo rồi lúc này phe chạy trốn đã để phụ nữ và trẻ con đi trước rồi quay lại làm theo kế hoạch fubuki đề ra công việc của quân lính sẽ là đánh chặn cho tới khi vợ con về nơi an toàn mới thôi ngược lại quân địch lúc này thấy đằng trước có người cũng khoái được dẫn dắt bởi jonemazu nhìn bọn chúng không khác gì lũ quỷ man dợ đang đi săn người bên họ thì có gen ba người sở hữu tài năng biến hình thành bất cứ ai sau khi thời cơ đến cậu ta đã biến mình thành jonema du điều động một lượng nhỏ quân địch tới chỗ phe ta mai phục do lần rút quân này phải chiến đấu ở nơi bằng phẳng nên fubuki không muốn quân ta bị kẻ địch chặn đường vậy nên cậu ấy muốn phân tán bớt binh lính ra nhiều nhóm để tiêu diệt từ từ trước mắt phụ nữ và trẻ con đã về nơi an toàn ông hỏi xem koji đâu rồi thì biết cậu ấy đang tự ý hành động theo lệnh của mình đương nhiên thanh niên này giúp ích được rất nhiều cho phe ta cứ thế một mình một ngựa càn quét quân địch dọc đường rồi tìm tới chỗ Zone quyết đấu. Cơ thể hiện tại tuy bị thương khá nhiều nhưng Kojizo vẫn tin mình làm được. Tạm thời cậu ta muốn dùng thân hình nhỏ bé này chạy lên chỗ cao tìm những đồng minh cần trợ giúp. Sau khi đánh một trận ra trò cậu ấy đã thức tỉnh có thể nhìn thấy toàn cục của trận chiến này. Ngay lập tức cậu nhờ thêm vài ông chú ngáo đá đi theo mình. Kojizo cũng bó tay với mấy cha nội này, gọi mấy câu không thèm trả lời chẳng nhẽ lại chém cho cái. Kojizo nhận ra cơ số kẻ thù đang mò theo ven sông để tấn công phụ nữ. Nghe vậy ngay lập tức mấy bố kia làm mặt nghiêm túc không tấu hài nữa. Pha đột kích bất ngờ này khiến chúng hoảng loạn. Cô Gizo tính sau khi chiến thắng phải mời cả đám uống rượu làm quen mới được. Trong lúc đi quan sát cậu phát hiện ra Fubuki đang ở đây. Đã thế còn ngã ra đó nữa làm thanh niên hú hồn. Tưởng đâu cậu hẹo luôn rồi chứ. Hóa ra thanh niên này bị đói không còn sức để di chuyển. May mà cô Gizo có đem theo chút cơm thế là cũng tống vô mồm. Giờ này còn ở đây không biết phe ta sẽ thiệt hại như nào nữa. Kojizo nghĩ Fubuki là chủ lực nên đành trông cậy vào mưu kế cùng khả năng của cậu ta. Ngược lại Fubuki phải công nhận Kojizo xuất chúng hơn mình rất nhiều. Lúc này Feta đang gặp khó khi Zonemazu đã có mặt, một mình hắn có thể chém bay hai người cùng lúc. Sau khi biết nhóm Kojizo tiêu diệt hết đội quân mình phái đi bắt phụ nữ hắn rất cay cú, Kojizo ngay lập tức cảm thấy rén trước áp lực đối thủ mang lại. Cậu ta thua về mọi mặt từ khả năng chiến đấu cho tới chiều cao cân nặng. Thành ra ngay khi lao vào đọ kiếm trực tiếp đã không chịu nổi. Đối phương biết thừa mình có lợi thế tiếp tục khiêu khích cuộc chiến trên lưng ngựa này đối với hắn đã quá quen thuộc rồi còn cô Gizu thì chưa nên dù có dùng cả hai tay để đỡ thì vẫn cứ bị đẩy ngã ra sau mấy anh lính nhận ra điều đó khuyên thằng em ngừng việc làm nguy hiểm đó lại cậu ấy cũng muốn nhưng không thể vì nếu để Jone rảnh tay hắn sẽ tới càn quét quân mình như vậy cả đám sẽ hẹo mất bộ binh hoàn toàn bất lợi so với sức mạnh và tốc độ của kỵ binh vì thế hắn ta mới có thể chém bay hai võ sĩ bên ta như vừa nãy tuy nhiên sau mỗi lần va chạm thì đều lãnh chịu vết thương mà đuối dần nó khá bất ngờ khi mấy ông chú kia biết tên mình mọi người nói lúc trong doanh trại thấy tokizuki gọi tên cậu ấy nhiều quá nên mới nhớ nghe hơi chua sót một tí vì người ta biết tên mình mà bản thân thì không nhớ lại khuôn mặt của thiếu chủ cậu lên tinh thần tiếp tục xông pha lần này không lấy trứng trọi đá nữa mà bằng cách nhảy lên kojizo đã gây ra vết tích trên cổ đối phương tuy nhiên cậu không đủ để khiến jone mazu gục ngã ngược lại hắn còn sôi tiết muốn băm vằm kojizo ra thành trăm mảnh sau pha đấy vị tướng trẻ cũng kiệt sức nghĩ đến đây là hết thì bị đối phương cả khịa ngay lúc hắn khoái chí vì tưởng mình đã thắng thì đã bị hai anh lính đốn ngã hóa ra thời gian mà cô Gizô câu được đã đủ để họ loại bỏ toàn bộ quân địch đi theo họ cũng giữ chặt tên mập gọi cô Gizô tới dứt điểm thấy sự nhiệt huyết của họ cô Gizô thúc ngựa phi tới chém thẳng mặt giúp Zonemazu ra đi mãi mãi chuyển cảnh tới chỗ quốc ti vẫn chưa hề biết về cái chất của vị tướng bên mình hắn ta yêu cầu xúc phu xa nhanh cho quân đuổi đánh nhưng không được phía trước có rất nhiều sương mù làm tầm nhìn bị hạn chế chưa kể tên này nghe được quân bên kia vẫn còn đông nên không dám liều mạng Kiyohaza tiếp tục thúc giục đuổi theo bắt phụ nữ về cho mình. Tên kia thoái thác nhiệm vụ ở lại bảo vệ ông ta nhưng vẫn bị mắng cho như con. Thế nhưng không vừa mới di chuyển được mấy chục mét xúc phu xa đã nghe được tiếng có người lao tới rất nhanh. Đó chính là Fubuki người được giao trọng trách thủ tiêu quốc ti, gây hỗn loạn để phe ta tiếp tục chạy trốn. Ở chỗ Tokizuki cũng nhận được tin báo về lập tức cho rút quân. Hoshina thúc giục Tokizuki quay về thì cậu không đồng ý, cậu vẫn muốn tận hưởng cảm giác bị truy sát thêm chút nữa. Hosina tưởng đâu cậu chọn cách ở lại cầm chân địch thêm lúc để anh em bên mình rút lui mới ảo chứ. Ngoài ra cũng có mấy bố điên điên khùng khùng, nhận lệnh rút lui rồi mà vẫn cứ ngồi đó đâm cho đã cái tay rồi mới chạy đi. Đám người bên kia cũng sốc trước tài năng của Tokizuki, cậu vừa tiến vừa lùi một cách hợp lý khiến kẻ thù gặp khó. Chưa kể bọn chúng sau khi biết về phần thưởng đã không còn muốn liều mạng tiến lên nữa. Đây chính là kế sách mà Fubuki đề ra. Trong lúc đó cậu sẽ vung kiếm để định đoạt trận chiến. Xúc Fu Sa cố cảnh báo về mối nguy mà Kiyohaza không nghe suýt chút nữa hắn đã bị phang mất đầu rồi thật ra tokizuki không hề tính đoạt mạng vì như vậy quân địch sẽ càng máu chiến hơn thứ cậu nhắm tới là làm sao để tên chỉ huy biết sợ mà lui với tài năng của mình fubuki dễ dàng thoát đi trong khi vẫn tạo ra được sự đe dọa cho kẻ thù quốc ti hoảng loạn cho quân rút lui xúc đã nhìn ra đây là bẫy nhưng cũng chẳng thể khuyên được vì lão già kia ngu quá thấy quân địch đã rút lui tokizuki ra lệnh cho toàn bộ số người còn lại rút về không cần cầm cự nữa mặc dù bên ta thương vong không ít nhưng kết quả này đã quá là tốt rồi Kojizo cũng về tới khiến người bạn này rất vui, Fubuki cũng vậy còn cả khịa thằng cu kia về hơi muộn nha, nhưng hạ được tướng địch thì đã là lập công lớn rồi. Được thêm lời khen của đồng đội, Kojizo đã tự tin hơn. Cậu cho biết mình không đem thủ cấp của hắn về vì sợ cha nội Hosina vừa mất đi một nửa lãnh địa sẽ có gì trọng thưởng. Jojishige thừa nhận là như thế nói đây là lần đầu thua trận mà lại cảm thấy vui như này. Tất cả đều được chào mừng trở lại chấm dứt trận chiến tại đây. Jojishige cũng công nhận Tokizuki đã đúng sau khi chứng kiến nụ cười của vợ con và người thân chứ mà liều mạng thì đã không như vậy rồi tất cả đã thề nguyện trung thành đi theo hỗ trợ tokizuki trong trận đại chiến sắp tới giành lại thiên hạ giải quyết xong tự dưng tokizuki không ở lại ăn mừng mà đòi về luôn gen ba cũng hỏi thì nó bảo muốn về sớm để cho mọi người ở đỡ lo tokizuki cũng gửi lời cảm ơn tới ba thân binh vì đã hỗ trợ hết mình màn thể hiện của tokizuki cũng rất tuyệt vời ở su hoa lúc này hai cô gái giờ mới ngủ dậy ban đầu tính thức để đợi mấy đứa kia về ai ngờ ngủ quên mất Joji cũng báo tin mừng rằng Tokizuki đã trở lại khiến hai bé rất vui mừng. Bốn đứa kia đang cố phi thật nhanh về xong tự dưng Gen ba thấy một chị bưởi to chạy ngang qua cũng sốc ngang, liên tục dọa cho Tokizuki giật mình, tưởng đâu quân địch tấn công hay gì chứ. Bộ phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay đừng quên cho mình xin một nút like. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để chờ những bộ phim mới nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.